Thứ nhất đấy là để rồi ok ông đừng khen thừa rồi ok thì cái thứ nhất đấy là để gọi là một buổi để thầy trò mình nói chuyện, thầy trò mình trao đổi thôi, coi nó là một buổi tâm sự thôi đấy, nó chả có cái gì cả đấy. Và cái ý nghĩa thứ hai đấy là mảng cái nội Nhưng dung mà chị từ từ nữa ông nha, kể cô nhắc nữa đi, thì đáng nhắc em lấy tài liệu cô gửi trong khung chat nhé. và rồi thì mảng cũng là một cái nội dung rất quan trọng và nó liên quan đến rất nhiều những cái công việc mà các bạn sẽ xử lý ở những cái môn học sau cũng như là đi làm. Cho nên là cái lý do thầy chọn cái nội dung về mảng để thầy đưa ra một cái seminar thì các thầy cũng phải bỏ rất nhiều thời gian và rất nhiều công sức để đưa được ra cho các bạn những cái nội Recording dung in làm sao mà progress. không, gần như là nó không khô khan nhất đấy. Cho nên các bạn có thể là các bạn nhờ các bạn là hãy gọi bạn bè của mình vào để tham gia cái buổi sự kiện ngày hôm nay nhá. Rồi ok, thank you các bạn. Hello hello cả nhà. Các bạn đã điều K6 về đã về hết chưa? Đang tầm giờ này thì đã tối hết chưa nào cả nhà? Cả nhà ơi, mấy bạn nào chưa ăn tối thì comment số 1 cho thầy biết nào. À chưa ăn gì. Hello. Xin chào Trang. Hai, hai tức là cực kỳ đói hay là đã được ăn cái gì rồi? Ê chú, thầy chú mình à. Chào các bạn, đang tìm đặt dự Có nghĩa án là các bạn đã ăn tối chưa nhỉ? làm mắt tìm kiếm phòng trọ. Làm gì em? Ui chưa à, thế mà vừa mới học về hay là như thế nào mà chưa ăn tối em? Ôi trời. Ở đây những bạn nào là fan của thầy Kiên TC nào, nhấn một lên đây giúp thầy nào. Những bạn nào là fan của thầy Kiên TC nhấn một lên đây giúp thầy nào. Con số đang lên rồi các bạn ơi, các bạn hãy gọi bạn bè của mình join vào đi nhá. Buổi hôm nay rất là thú vị và hấp dẫn. Đấy, các thầy đã phải rất tốn công để xây dựng lên một cái nội dung ngày hôm nay. Đấy, nó không chỉ thuần là chúng ta học kiến thức mà gì ạ, à, chúng ta gì ạ, à, chúng ta còn có những cái trải nghiệm nó khá là vui ở trong cái buổi ngày hôm nay nữa. Đấy, rồi, ok. Em fan ba thầy. Rồi ok, thế các bạn fan thầy, các bạn hãy gọi bạn bè của mình join vào giúp thầy nhá. Thì đâu có đấm sinh viên bao giờ đâu, thầy yêu thương các bạn còn không hết làm sao mà nỡ đấm đúng không? Không biết là nghe thông tin ở đâu rồi bảo là các thầy đấm em để chết. Rồi, ok, hôm nay thì tất cả các ông luôn nha, fan MC, fan MU cũng ok. Rồi, vào đi hết. Rồi, ok. Có video record hay không? Các bạn phải tham gia đầy đủ đến buổi cuối, đến cuối giờ thì các thầy cô sẽ đẩy được video record vào nhóm, sẽ gửi link nhóm để cho các bạn join vào nhá. Để các bạn lấy record nhá. Chứ bây giờ thì không tự nhiên nó có đâu nhá. Được chưa? Nhưng không phải là cái record này nó sẽ nằm ở trên cái nhóm bếp tutor BP đâu các bạn nha. Rồi. Ok các bạn ơi, gọi bạn bè của mình vào đi, đúng 40 là chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nha. Rồi, fan mà thầy cân hết à. Rồi, nay có cô nào dạy không? Cần gì phải cô, cần gì cô mới phải vào đúng không ạ? Rồi. Em mới bị thầy Trung đấm khi chấm assignment 100.
Nhìn khác biết thầy thắng với cắt tóc. Chuyện đơn giản là giờ C# hay Java thì tất cả những kiến thức liên quan đến mạng phải rất quan trọng các bạn nha. Cho nên là các bạn rồi, ok. Mời được các bạn ơi, các bạn hãy gọi bạn bè của mình vào luôn giúp thầy nha. Mất buổi tutor này, buổi này không phải buổi tutor em ơi, buổi này là buổi seminar để chia sẻ cho các bạn những cái nội dung quan trọng về mạng, được chưa, dựa trên một cái nội dung sô cô la mà thầy đã xây dựng, được chưa. Rồi rồi, trước khi các bạn vào thì các bạn sẽ download giúp thầy tài liệu về giúp thầy nha. Rồi con số đang rất tăng rồi, ok, để thầy lên thầy tác ôn các bạn đấy nào, gọi các bạn vào hết. Hello Đức nha. Rồi sắp tới có buổi tutor chữa thi thử BP các bạn nha. Sắp tới buổi tới ngay buổi tới đây cũng là của hai idol của các bạn, đấy là thầy Kiên với thầy Trung, sẽ làm một cái buổi chữa liên kết cơ sở dữ liệu và lấy danh sách ra. Đấy nha, có đúng hai vẫn buổi tới buổi tutor tiếp theo nha. Các bạn follow buổi tutor tiếp theo nha. Buổi ngày hôm nay là seminar về mạng, được chưa? Và thứ nhất đây là cái buổi ngày hôm nay thì các thầy đã mượn sô cô la để các thầy sẽ kể lên một cái câu chuyện về mạng cho các bạn. Đấy nên là cái buổi ngày hôm nay là cái buổi khá là hay và khá là ý nghĩa. Hy vọng là các bạn sẽ nhận được nhiều kiến thức ở trong cái buổi ngày hôm nay. Được chưa ạ? Rồi. Rồi ok, những buổi tutor tiếp theo thì buổi tutor tiếp theo sẽ là một buổi ngày mùng 4 và một buổi ngày mùng 8 các bạn nhá. Rồi. Sô cô la ngọt quá có bị tiểu đường không? Thầy. Rồi ok, chắc chắn là không bị tiểu đường rồi các bạn ơi. Cô ấy 10 điểm nhưng cô ấy không ăn sô cô la mình tặng thì sao thầy? Thầy tâm sự thật khi đi thực tập đi thầy. Rồi ok. Hello work. Ok, chào thầy Kiên. Echo rồi, xin chào tất cả các bạn Echo nha. Rồi, ok, những bạn nào fan của ngôn ngữ PHP nhấn một lên giúp thầy nào các bạn ơi. Rồi, ok. Rồi thôi. Rồi, thứ nhất đấy là cũng xin chào tất cả các thầy cô và tất cả các bạn sinh viên đã bỏ cái thời gian tham dự cái buổi seminar những thanh sô cô la trường tồn trong BSP. Nghe một cái nội dung khá là chi tiết và nghe nó cũng khá là tò mò, và ở cái buổi seminar ngày hôm nay thì giới thiệu với cả tất cả các bạn đấy là có thầy là thầy Thắng HQ12, tiếp theo là thầy tiếp theo đấy là thầy Kiên TC, và thầy thứ ba là thầy Trung LT173. Ba thầy sẽ chia sẻ cho các bạn những cái kiến thức về mạng và sử dụng sô cô la để biểu diễn cái mạng để cho các bạn hiểu nó một cách rõ ràng nhất và chi tiết nhất. Và phần cuối cùng đấy là cái phần của thầy sẽ trình bày là những cái ứng dụng của mạng trong cái việc sau này các bạn đi làm. Đấy, đúng không ạ? Đấy, trong sau này các bạn đi làm thì tại sao lại cần phải dùng mạng nhiều, và làm dự án thì chúng ta cái mạng này nó có vai trò quan trọng trong phần dự án, thì đấy là phần chia sẻ của thầy là phần cuối cùng. Vậy thì phần đầu tiên, ngay phần mở đầu đầu tiên thì chắc là thầy sẽ xin mời thầy Kiên sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả những cái gì vui nhộn nhất về mạng. Được chưa? Dạ vâng, xin mời thầy Kiên mở mic lên chào các bạn và bắt đầu ạ. Chào các bạn. Đầu tiên là cảm ơn thầy Thắng và thầy Trung đã cùng tham gia buổi seminar và các bạn sinh viên cùng các thầy cô. Để bắt đầu cho buổi hôm nay thì thầy sẽ nói về kiến thức liên quan đến mạng và chúng ta sẽ áp dụng nó vào đấy là những thanh sô cô la.
Thế tại sao các bạn lại gọi rằng là mảng là những thanh sô cô la trường tồn ở trong PHP? Đây thì thầy có một cái hình minh họa khá là vui. Đây, đây là một cái đoạn code khá là ngắn. Tại sao ở đây thầy để trong nó là một cái dấu xấp xỉ về sô cô la? Đấy. Thế không biết là ở đây thì các bạn có hiểu cái ẩn ý ấy, thầy đang muốn để ở đây là gì không ạ? Thế các bạn có thể chat vào phần con chat để cho thầy biết được không ạ? Ồ, không à. Buồn thế, hiểu lên. Nào, bạn khác thử xem nào. À, có. Các bạn cứ tương tác với thầy, các bạn thử nói xem là tại sao, theo các bạn thì tại sao thầy đang để ẩn ý ở đây nó là cái gì? Theo cái suy nghĩ riêng của các bạn thôi. Rồi, những ô chứa các phần tử này, cách làm nó sô-cô-la, các thành phần của sô-cô-la này. Ok, thành phần. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đúng rồi ạ. Ở đây thì như cái ví dụ nho nhỏ này thầy đang muốn nói đến đấy là các thành phần để các bạn làm ra được một thanh sô cô la. Các thành phần này của chúng ta thì có thể thay đổi được. Và đây tại sao nó lại áp dụng được vào bên trong cái phần mảng của chúng ta. Và đây ở bên dưới này thầy có một câu nói vui đấy là triết lý gia 9,5 điểm. Không hiểu, không biết là các bạn có hiểu cái ẩn ý ở đây nó vui vui nó là cái gì không? Ở đây nếu như idol các giới trẻ thì chắc các bạn sẽ hiểu cái câu này nó là cái gì. Nào các bạn có hiểu cái câu này ẩn ý của thầy là gì ạ? Đúng rồi, Huấn đấy ạ, thầy Huấn lô gì đấy. Đúng rồi. Rồi ok, thì bắt đầu nhá. Bây giờ thông qua cái việc mảng này, bây giờ bắt đầu thầy sẽ đưa vào một cái ví dụ sâu hơn. Đấy là về mảng. Thì đầu tiên, trước khi mà vào cái sự liên quan này thì thầy muốn nhắc lại một chút về mảng. Thì mảng nó là cái gì? Ở đây ấy, được hiểu đơn giản mảng đây là một cấu trúc dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều giá trị khác nhau trong một biến, và cái giá trị của mảng thì được truy cập thông qua các chỉ số hoặc là key. Bởi vì sao mà thầy lại gọi nó là thông qua các chỉ số và key? Bởi vì chỉ số ở đây thì nó sẽ áp dụng cho cái mảng đấy là mảng trật tự của chúng ta, còn key ở đây thì chúng ta sẽ áp dụng đấy là cho mảng kết hợp ở mảng đa chiều, được chưa ạ? Mỗi phần tử trong mảng thì nó sẽ được xác định bằng một chỉ số hoặc là một cái key duy nhất của các bạn thôi ạ. Nếu như đối với mảng tuần tự thì chúng ta sẽ có là các chỉ số bắt đầu từ 0 và dần dần nó sẽ tăng dần lên cho đến một cái thời điểm nhất định nào đấy. Được chưa? Còn đối với mảng nào mà các bạn sử dụng là mảng kết hợp hoặc là mảng đa chiều liên hợp thì khi này cái con số của các bạn, cái chỉ số của các bạn nó sẽ được thay thế, đấy là nó được gọi là key, và các key này nó có thể là chuỗi hoặc là một số nguyên, thì cái đấy là tùy vào các bạn có thể đặt nó. Được ạ? Rồi. Thế tại sao mà thầy lại nói rằng là mảng và sô cô la là hai cái mà liên quan mật thiết với nhau, như từ cái ví dụ ban đầu mà thầy, cái ảnh vui vui mà thầy đưa ra đấy ạ? Đấy là gì ạ? Đấy là một cái đoạn code ngắn được kiểu đây là các thành phần để cấu tạo nên một thanh sô cô la, đúng không? Ở đây ấy, các bạn sẽ hình dung cho thầy này, đấy là mỗi một phần tử của một mảng thì nó là một phần nguyên liệu, một cái phần nguyên liệu hương vị của thanh sô cô la của các bạn, và chúng ta cần phải gì ạ? Đấy là tạo khuôn cho nó. Bởi vì sao? Nếu như các bạn chỉ là nhào độ gọi là trộn hết tất cả những thành phần đấy vào với nhau thì chúng ta mới chỉ là gì ạ, mới ra được một cái gọi là cái mức độ nhất định về một cái hương vị của sô cô la thôi. Thế nhưng mà tôi lại thích là ăn ngọt hơn này, hoặc là gì ạ, bây giờ sô cô la thì nó không phải là đắng như ngày xưa nữa, nó lại ngọt nhiều hơn này, hoặc là ngoài ra nó có vị dâu này, vị vani này, hoặc là những cái vị khác nữa, thì khi này tôi sẽ phải làm gì ạ, sử dụng các cái phần thành phần nguyên liệu đấy, tôi sẽ điều chỉnh lại về cái thành phần phần trăm của nó làm sao cho nó tương thích. Từ đấy chúng ta bắt đầu là gì ạ? Chẳng nhẽ là chúng ta cũng không thể nào mà để rằng là những cái thanh sô cô la, những cái số thành phần cấu tạo nên sô cô la này của chúng ta nó cứ là ở dạng lỏng được. Mà khi này chúng ta phải làm gì? Đấy là chúng ta sẽ tạo ra các khuôn. Được chưa? Các khuôn mẫu này nó có kích thước riêng biệt, nó có hình hài riêng biệt. Được chưa? Và chúng ta sẽ sử dụng các khuôn mẫu này để chúng ta làm ra những cái thanh sô cô la hình trái tim này, hình tròn này, hoặc là hình chữ nhật này. Đấy là tùy thuộc vào các bạn. Thì nó cũng giống như việc là gì ạ? Đấy là các bạn sẽ tác động vào bên trong mảng, làm cho cái kích thước của cái mảng của bạn nó to lên, và cấu trúc dữ liệu ở bên trong của thằng mảng này nó cũng sẽ phong phú hơn và nó mở rộng nhiều hơn. Đấy, sau khi mà chúng ta đã tạo được cái hình dáng kích thước cho nó rồi thì việc tiếp theo của chúng ta đấy là phải trộn nguyên liệu theo một cái công thức nhất định. Công thức nhất định ở đây là gì? Ví dụ như là cái phần phần cacao của tôi, có thể là nếu như mà tôi muốn ăn hương vị nguyên chọn trọn vẹn của thằng sô cô la thì tôi sẽ thả thành phần cacao nó nhiều hơn này, hoặc là những bạn nào mà hơi sợ đắng một chút này thì chúng ta có thể là điện thêm thành phần của đường vào nhiều hơn một chút này, thì dẫn đến là nó sẽ ngọt hơn, được chưa?
Thì khi mà chúng ta sử dụng như thế, chúng ta thay đổi cái thành phần nguyên liệu của nó theo một cái công thức nhất định để tạo ra được những hương vị riêng của bánh thanh cung sô cô la, thì nó cũng sẽ gắn liền với cái việc là các giá trị của mạ các bạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào cái mục đích mà các bạn muốn sử dụng cho nó. Đấy, và cuối cùng là gì ạ? Và cuối cùng đấy là chúng ta sẽ thưởng thức cái món sô cô la ngon tuyệt vời do chính tay mình tạo ra. Cũng giống như là gì ạ? Đấy là các bạn sẽ được thừa hưởng cái thành quả từ phần mảng mà các bạn tạo ra liên quan đến các thành phần liên quan đến kết hợp và xử lý dữ liệu trong cái việc là gì ạ? Các thao tác của lập trình. Được chưa ạ? Đây, ở đây thầy sẽ nói qua những cái sự liên quan mật thiết thú vị của mảng và sô cô la này. Thứ nhất đấy là gì ạ? Đấy là về cái tính đa dạng. Đa dạng ở đây thì nó có nhiều vị, ví dụ như là sô cô la thì nó sẽ có nhiều vị khác nhau và có nhiều loại khác nhau. Ví dụ như là vị sô cô la đen này, sô cô la trắng này. Thường thường thằng đen này thì cái vị của nó khá là đắng. Thằng trắng này thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là thêm hương vị của vani này. Hoặc bây giờ nó phát triển hơn, nếu bạn ngoài những cái hương vị này ra, các bạn có thêm cả hương dâu hoặc một số hương khác nữa. Được chưa? Ở đây thì không biết là nếu bạn nào mà có người yêu hay chưa có người yêu thì comment cho thầy cái không? Có người yêu rồi thì là chắc là phải tặng sô cô la và biết là sô cô la hình hài nó nhiều nhiều như thế nào thì comment số 1 cho thầy đâu. Nên tặng loại nào hả thầy á? Ui rồi sao toàn thấy số 2 nhiều này, 2 với 0 với 3. 1 của tôi đi đâu hết rồi? Ủa sinh viên sao bây giờ buồn thế? Chưa biết tay gái là gì à? Nghe buồn thế nhỉ? Thế thì sau hôm nay chúng ta sẽ hiểu được là gì ạ? Mảng và những cái sô cô la nó liên quan đến nhau mật thiết như thế nào, và chúng ta có thể là mua những thanh sô cô la về tận hưởng riêng cho bản thân. Biết đâu được từ cái thanh sô cô la mình lại nhảy tố tạo ra được một ý tưởng gì đấy cho bản thân thì làm sao? Được chưa? Ok. Tiếp theo về cái thằng đa dạng của mảng nhá. Đa dạng của mảng ở đây là gì? Đấy là nó sẽ thể hiện thông qua việc là nó có nhiều loại. Nhiều loại ở đây là nhiều loại dữ liệu khác nhau. Ví dụ như là gì ạ? Đối với thằng tuần tự, mà tuần tự của các bạn thì các bạn sẽ sử dụng đấy là các chỉ số. Ở đây thì các giá trị của nó có thể là chuỗi hoặc số. Đúng chưa? Đối với kể cả đối với mảng liên hợp hay là mảng đa chiều của các bạn cũng thế. Nó khác nhau là gì ạ? Đối với mảng liên hợp và đa chiều thì các bạn sẽ có các key. Đấy. Các cái key này của các bạn thì nó hơi khác cái thằng chỉ số là gì, nó không phải là các số nguyên mà nó có thể là các key này nó có thể là số nguyên hoặc là chuỗi, thì đấy chính là cái dạng nhiều nhiều loại và nhiều loại dữ liệu khác nhau của nó. Được chưa? Ngoài ra này, đấy là về tiện lợi. Ví dụ như là sô cô la của các bạn, cái sự tiện lợi của nó đấy là gì? Dễ sử dụng. Là sô cô la thì các bạn thấy rồi, bây giờ một muốn ăn thì dễ mà, ra ngoài đúng không ạ, người ta hỏi mua sẽ bán cho cháu một thanh sô cô la rất dễ ăn vào, thì chắc chắn là thằng này phải ngon rồi bởi vì nó đắt tiền mà, đúng chưa? Có thể mang đi mọi nơi bởi vì sao ạ? Bởi vì nó nhỏ gọn. Bây giờ gần như là cái việc mà các bạn mua sô cô la thì chắc khá là dễ đúng không, hoặc là cái gì ạ, chúng ta có thể là mua ở trên Shopee này hoặc là đi ra ngoài cửa hàng tạp hóa chúng ta mua cũng được đúng không ạ? Thì cái thằng tiện lợi của thằng mã nó cũng thế, đấy là gì ạ, nó dễ dàng khai báo, dễ dàng sử dụng và dễ tiếp cận. Ở đây là gì, chúng ta đang học lập trình bằng ngôn ngữ PHP, cái việc khai báo của nó khá là dễ dàng, chúng ta cũng dễ dàng sử dụng nó, và cái việc tiếp cận bây giờ các bạn biết rồi ạ, ngôn ngữ lập trình PHP của chúng ta cái cộng đồng sử dụng nó rất là nhiều, cái việc tiếp cận và sử dụng của nó rất là dễ dàng. Được chưa ạ? Rồi, mua thì dễ nhưng không có tiền mua thì tao thầy. Vậy thì sau buổi học hôm nay em sẽ phải cố gắng hiểu rõ hơn về mảng áp dụng vào sô cô la, sau đấy chúng ta sẽ cố gắng lập trình tốt hơn để vì một tương lai sáng hơn em nhé. Rồi. Tiếp theo này, đấy là về cách quản lý. Đối với thằng sô cô la thì cái cách quản lý và bảo quản của nó như thế nào? Thì ở đây ấy, đối với thằng sô cô la thì các bạn chỉ cần là giữ ở cái nơi gọi là thoáng mát và nhiệt độ của nó không quá nóng thì nó sẽ không bị tan chảy ra, đúng không ạ? Và hương vị của nó sẽ được bảo quản cho các bạn để các bạn nêm nếm thử xem là nó hương vị của nó như thế nào. Còn đối với thằng mảng thì cái việc là cần quản lý ở đây thì các bạn chỉ cần quản lý hai thứ. Thứ nhất đấy là gì ạ? Phần tử, thứ hai đấy là các chỉ số. Chỉ số hay còn hiểu đơn giản đấy là các key tùy vào cái loại mảng mà bạn sử dụng, được chưa? Phần tử ở đây là gì? Mỗi một phần tử thì nó sẽ có chứa một cái giá trị nhất định. Giá trị này của bạn thì nó có thể là số nguyên hoặc là một chuỗi ký tự gì đấy, tùy vào các bạn.
Đấy chưa? Còn thằng chỉ số ở đây là gì? Chỉ số ở đây được hiểu đơn giản giống như là cái vị trí của nó được gán cho một cái vị trí nào đấy, hoặc là thông qua các key. Các cái key này thì nó sẽ liên quan mật thiết đến cái phần sau này các bạn mở rộng hơn, đấy là về cơ sở dữ liệu để các bạn truy vấn. Được chưa? Rồi, về cái sự phức tạp này, sự phức tạp của thằng sô cô la thì để tạo ra được một thanh sô cô la thì như từ ban đầu thì nói rồi ạ, thế là thanh sô cô la của các bạn thì sẽ phải có nhiều cái thành phần, ví dụ như là đường này, cacao này, bơ này. Ở ngoài ra thì nó còn có cả sữa nữa. Tuy nhiên là ngoài những thằng này ra thì nó có như là vani hoặc là những thứ khác nữa, thì tùy thuộc vào cái việc mục đích sử dụng mà các bạn sẽ có, đấy là gì ạ, có cái thành phần khác nhau và cái phần trăm sử dụng của nó sẽ là khác nhau. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Rồi, tiếp theo đấy là đấy, sự phức tạp của mảng nhé. Đối với sự phức tạp của mảng thì là gì? Đấy là đương nhiên là mảng là nó là tập hợp của nhiều dữ liệu đúng không ạ? Thì đương nhiên là cái giá trị và cái lượng dữ liệu của nó khá là phức tạp, nó rất là nhiều. Đấy. Rồi, ở đây các loại mảng, không biết là các bạn có nhớ là các loại mảng của các bạn đã từng được học ở trong lập trình đó là những loại mảng nào không ạ? Các bạn có thể liệt kê ra đây giúp thầy được không ạ? Chúng ta cùng chat lên khung chat nào các bạn. Một chiều, đa chiều, mảng tuần tự, mảng liên hợp, mảng đa chiều. Ok, cảm ơn các bạn. Mảng liên kết, mảng đa chiều, tuần tự. Rồi, các bạn khác nào? Bốn mảng là gồm những gì em? Hỗn hợp. Rồi, cảm ơn các bạn. Ở đây vào buổi học ngày hôm nay thì buổi seminar của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm quen với, gọi là làm quen thì nó cũng không đúng lắm, chúng ta sẽ là ôn lại ba loại mảng, và ba loại mảng này chúng ta sẽ kết hợp với những thanh cô sô cô la ngọt ngào để chúng ta hiểu được rõ ràng nó một cách sâu sắc nhất. Được chưa? Đầu tiên thầy muốn nói đến đấy là về mảng tuần tự, loại mảng đơn giản nhất mà chúng ta thường sử dụng. Được chưa? Thì đối với mảng tuần tự thì nó là một cấu trúc dữ liệu trong PHP và cho phép lưu trữ nhiều giá trị có cùng kiểu dữ liệu, và cái thằng này nó sẽ truy cập thông qua các chỉ số. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái slide của thầy này, ở cái phần khung chữ nhật ở bên dưới này đấy ạ, thì thầy có là gì ạ? Đây chính là các phần tử của thầy, và bên trong mỗi một cái khung vuông này, một cái khung chữ nhật này, nó sẽ là có chứa một cái giá trị. Giá trị ở đây hiện tại của thầy đấy là các số. Ví dụ như là phần tử thứ nhất, ô thứ nhất này, được gọi là phần tử thứ nhất này, chúng ta sẽ có giá trị đấy là 5 này. Ở phần tử thứ hai thì tôi có là 6 này, 3 thì tôi là 7 này, vị trí thứ tư thì tôi có là 8, và thứ năm đấy là 9, được chưa? Còn ở đây hệ sản sinh bên trên nó gồm có những số đấy là 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vậy những 0, 1, 2, 3, 4. Vậy những cái con số này nó là gì? Ở đây được hiểu đơn giản đấy là các chỉ số. Được chưa? Đối với thằng mảng tuần tự thì chúng ta gọi nó đấy là chỉ số. Và hoặc cũng có thể gọi nó là index hay là key, tùy vào các bạn. Được chưa? Nó có nhiều cách gọi khác nhau. Nhưng thường thường đối với mảng tuần tự thì chúng ta hay gọi nó có quen đấy là chỉ số, index. Được chưa? Thì đối với mảng tuần tự này, cái chỉ số của nó thì nó sẽ mặc định đấy là chạy từ 0, và cái thằng này nó dần dần nó sẽ tăng dần lên, mỗi một lần nó sẽ tăng lên một bước nhảy cho các bạn. Được chưa? Và giá trị ở đây thì các bạn có thể lưu trữ nó dưới dạng đây là số nguyên, hoặc là các bạn có thể là lưu trữ nó dưới dạng là một chuỗi. Được chưa? Bên dưới đấy là phần value, ở đây các bạn có thể thấy này, thầy đang trỏ một cái đấy là value, những cái hàng này nó cứ mũi tên nó trỏ lên đây, thì đấy chính là cái phần giá trị của các bạn ở trong mảng tuần tự. Ok, phần này các bạn đã được nhắc lại mảng tuần tự rồi, các bạn đã thông suốt lại được cái thằng mảng tuần tự này của chúng ta chưa? Nay có học tương tác với SQL không thầy? Không em ơi, buổi ngày hôm nay của chúng ta đấy là chúng ta sẽ làm về cái thằng seminar liên quan đến mảng và những thanh sô cô la thôi. Còn nếu như hôm sau mà em muốn nói về SQL sâu hơn thì em sẽ nghe vào buổi tiêu tờ của PHP1 nhé. Sẽ có thầy và thầy Trung sẽ làm về phần PDO, được chưa ạ?
Rồi, tiếp theo đấy là chúng ta sẽ nói đến loại mảng thứ hai, đấy là mảng kết hợp. Được chưa? Ở đây thì thầy có một cái đoạn code nhỏ nhỏ như thế này. Đấy, các thành phần của nó này, đấy là thầy khai báo ra một cái mảng đấy là sô cô la. Bên trong này thì thầy có chứa các key và các value. Được chưa? Cái key này ở đây như cái thằng mảng tuần tự của bạn đấy ạ, thì cái thằng chỉ số đúng không, hay còn gọi là key ấy ạ, thì nó là đánh từ 0 cho đến 4 đúng không, như ví dụ vừa rồi đấy ạ, nó là 0 1 2 3 4 này. Còn đối với ví dụ này của thầy đấy là gì ạ? Thằng key này thầy không để nó là các số nữa, mà thầy thay nó đấy là bằng chuỗi, được chưa? Vậy thì nhắc lại cái khái niệm của thằng mảng kết hợp trước. Đấy là mảng kết hợp là một mảng mà trong đó các phần tử của nó được lưu trữ dựa theo các key là chuỗi hoặc là một giá trị, không phải là giá trị, phải là số nguyên, được chưa? Và các key này là duy nhất và cho phép truy cập dữ liệu thông qua key, thay vì đấy là các chỉ số giống như ở trên cái mảng tuần tự của các bạn. Nếu như các bạn đã học qua các cái ngôn ngữ lập trình rồi, khi mà các bạn muốn truy xuất dữ liệu từ cái mảng tuần tự ấy, thì chúng ta sẽ phải thông qua các chỉ số đúng không ạ, gọi tên mảng ra này và thông qua phần chỉ số đúng không ạ. Thì nếu như bây giờ chúng ta áp dụng vào thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Có những cái chúng ta không thể nhớ được cái chỉ số nó là bao nhiêu. Nếu như cái danh sách cái mảng của chúng ta nó là dạng mảng ngắn thì chẳng hạn, thì chúng ta có thể thấy rằng là nó đang dễ nhớ. Nên nếu như sau này các bạn đi làm, các bạn sẽ thấy rằng là cái mảng của chúng ta nó to hơn, nó nhiều hơn, thì làm sao mà chúng ta có thể nhớ được hết tất cả những cái chỉ số đấy đúng không ạ? Thì thay vì như thế, các bạn sẽ có đấy là gì? Đấy là các bạn có thể sử dụng cái mảng kết hợp này. Đấy, các bạn liệt kê nó ra, đấy là thông qua các cái key này, và các bạn tự đặt tên cho nó thì các bạn sẽ dễ dàng nhớ hơn. Được chưa? Ở đây là gì? Đây là một cái ví dụ về cái đoạn code liên quan đến sô cô la của thầy luôn. Đấy là gì? Tôi liệt kê ra, đấy là thành phần của thằng cacao, được chưa? Cái key đầu tiên của tôi đấy là cacao. Thì khi mà nhìn vào cái key này tôi hiểu được là cái thành phần của cái cấu tạo thằng sô cô la này nó có là cacao này, và bên trong thằng cacao này nó sẽ chứa gì ạ? Cái value, đấy là phần giá trị, và ở đây tôi để nó là 50%. Nhìn qua đoạn code này các bạn có thể hiểu được luôn đấy là gì ạ? Thành phần cacao của nó chứa 50%, đường của nó là 20%, bơ cacao nó là 20%, và cuối cùng đấy là sữa là 10%. Thì nếu như mà nhìn như thế này chắc công thức này ông nào mà ăn thì chắc là đáng lắm đây. Toàn thấy sữa thì ít, toàn thấy ca cao với cả đường thì thật lè tẹt đi, ca cao tận 50% đi. Kể ra thì bạn nào mà chưa có người yêu thì đúng là ăn thanh này vào chắc là khá là cay đắng cuộc đời ấy. Và sau môn này mà bạn nào bảo là ba thầy đấm sinh viên khá là đau và ông nào bị trượt môn ấy, thì chắc là còn đắng hơn nữa đấy. Được chưa ạ? Rồi. Tiếp theo nhá. Chúng ta sẽ có một cái loại mảng nữa, đấy là về mảng đa chiều. Được chưa? Thì mảng đa chiều ở đây đấy là một loại mảng cho phép lưu trữ các mảng con ở bên trong mảng chính, và gì, nó giúp cho các bạn tổ chức dữ liệu nhiều chiều, và mức độ phức tạp của nó thì phức tạp hơn so với cái mảng tuần tự và mảng kết hợp. Được chưa? Nhưng mà chính nhờ cái độ phức tạp này thì nó sẽ tạo ra được một cái cấu trúc dữ liệu nó phong phú hơn và nó linh hoạt hơn. Được chưa? Ở đây lúc đầu là gì ạ? Tôi tạo ra một cái mảng bên ngoài, đấy là mảng chính. Sau đấy, bên trong cái mảng chính này tôi tạo ra các mảng con. Chính là các mảng kết hợp. Được chưa? Nó có key này và nó có phần value để lưu trữ giá trị. Được chưa? Đấy, thì như ở đây thì tôi đang khai báo ra, đấy là gì ạ? Cái danh sách về những cái loại sô cô la mà tôi có thể mua. Đấy, ở đây nó sẽ đưa ra cái hương vị chính của nó và đưa ra cái giá thành của nó. Ở đây chính là cái việc mà các bạn có thể sử dụng key một cách dễ dàng, linh hoạt, và các bạn sẽ dễ dàng nhận biết được cái giá trị của nó thông qua các cái key này. Được chưa? Thế trong mảng đa chiều thì mỗi một phần tử của nó thì được hiểu đơn giản đấy là một mảng tuần tự hoặc là một mảng kết hợp nhé, hoặc cũng có thể là một loại mảng khác tùy thuộc vào cái cách viết của bạn, mà nó có thể là nhiều loại khác nhau. Nhưng hiểu cơ bản một cái đấy là gì? Đấy là mảng đa chiều thì nó sẽ là nhiều loại mảng nó lồng vào nhau, được chưa? Và nó dựa lồng trên một cái mảng chính. Rồi, thì đấy là từ nãy giờ chúng ta đã ôn lại về cái kiến thức của thằng mảng, và đây là ba loại mảng chính mà chúng ta sẽ sử dụng vào buổi học, buổi seminar vào ngày hôm nay. Chúng ta sẽ làm đến chủ đề sô cô la. Thì tiếp sau đây thì thầy sẽ nhờ thầy Trung làm về quá trình đấy là demo. Chúng ta sẽ demo thêm về cái phần
sô cô la này xem nó sẽ như thế nào cùng với bạn, được chưa? Rồi, xin mời Trung ạ. Rồi, rất cảm ơn phần chia sẻ của thầy Kiên. Hôm qua những sự chia sẻ của thầy Kiên thì không biết là cái độ ngọt ngào sún răng đã lan tỏa tới các bạn chưa. Rồi. Rồi, nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ thầy sẽ cùng các bạn tiến hành vào phần tiếp theo nhé. Rồi, thầy rất nhờ thầy Kiên. Rồi. À, đợi một thầy một chút nhá, thầy sẽ xem màn hình. Dạ các bạn đã, các bạn ơi, con đã tải hết tài nguyên mà thầy cô đã gửi về cho các bạn chưa ạ? Chưa ạ? Ok, thế thì các bạn nhanh chóng tải về nhá. Nhanh chóng. Rồi ạ, nếu bạn nào tải rồi thì comment số 1 cho thầy biết nào. Cho em. Rồi các bạn ơi, các bạn nhìn thấy màn hình xe của thầy chưa? Rồi lúc nãy thì thầy Kiên đã cho giống kiểu thầy Kiên là đã cho các bạn cái danh sách để các bạn có thể tạo ra những thành phần để tạo ra sô cô la rồi đúng không ạ? Thì bây giờ thầy và các bạn sẽ cùng nhau là người đi thực hiện cái sô cô la, cái thanh sô cô la đấy, được chưa? Đấy. Rồi. Rồi, đây chính là cái phần giao diện mà thầy cấp trước cho các bạn. Đấy, thì các bạn mở ra nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu và làm việc nhá. Nào, tất cả mở hết cô lên. Rồi, các bạn mở hết được code lên chưa ạ? Bạn nào mở hết code rồi thì vui lòng comment số 5 cho thầy nào. Chúng ta sẽ cùng nhau khuấy động cái không khí này lên ạ. Đấy, đúng rồi, thầy Kiên thì đã cho danh sách cho các bạn để các bạn có thể tạo ra được sô cô la rồi danh sách các thành phần của sô cô la đúng không? Bây giờ thì thầy và các bạn sẽ cùng nhau đi tạo ra sô cô la được chưa? Rồi. Đầu tiên thì thầy một code BFB thì chắc chắn rồi, sẽ có là đấy, chúng ta sẽ gọi ra hỏi chấm BNB, được chưa? Đây sẽ là không gian làm việc của chúng ta, không gian code BNB của chúng ta nhé. Rồi thì đầu tiên thì chúng ta, thầy và các bạn sẽ cùng nhau tạo ra một mảng tuần tự. Đấy, một mảng tuần tự, mảng tuần tự. Nào mà tuần tự, mảng tuần tự. Rồi thầy lỡ không may quên mất cách khai báo mảng tuần tự rồi, các bạn comment cho thầy biết là mảng tuần tự thì bây giờ chúng ta sẽ khai báo như nào nào, cách khai báo mảng thì bây giờ sẽ khai báo được như nào nào, có mấy cách khai báo mảng nhỉ, comment cho thầy biết nào, lỡ không may quên mất rồi, comment cho thầy biết là chúng ta sẽ có bao nhiêu cách khai báo mảng nào. Mảng array 1 2 3 có hai cách à? Là có hai cách, là những cách nào nhỉ? Chúng ta có thể khai báo được những cách nào nhỉ? Có hai cách, đúng rồi, có hai cách. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành và bây giờ thì và các bạn sẽ cùng nhau tiến hành cách là mới nhất của khai báo mảng nhá. Đầu tiên chúng ta khai báo một biến đó chính là đô la sô cô la. Sô cô la. Đấy. Thì cái sô cô la này thì chúng ta sẽ đi từ mức thấp đến mức cao nhá, thì sô cô la, cái thanh sô cô la đầu tiên mà thầy tạo ra sẽ là sô cô la basic đấy, tức là sô cô la cơ bản, được chưa? Đấy, một thanh sô cô la cơ bản đấy. À, căn chốt cộng đi thầy. À, thầy xin cho thầy hỏi một chút này, phần code của thầy thì các bạn đã có nhìn rõ không? Có nhìn rõ, nếu như chưa rõ thì để thầy sẽ tăng kích thước của phần code lên nhá. Rồi, ok. Rồi, đợi thầy một chút, thầy sẽ tăng kích thước của phần code này lên. Rồi, các bạn đã thấy nhìn rõ hơn chưa?
hơi bé. Rồi các bạn bây giờ thì phần code này đã ổn hơn chưa? Rồi ạ, ok luôn. Hơi to không sao. Chúng ta to những gì to thì chúng ta sẽ nhìn cho rõ nha, được chưa? Đấy, rồi. Trong cái mảng này thì thầy sẽ khai báo là ở trong mảng này thì thầy sẽ lưu trữ. Thầy sẽ lưu trữ là gì ạ? Các màu sắc của các loại sô cô la. Đấy, ví dụ như là thầy có màu đỏ red này. Đấy, yellow là màu vàng này. Đấy. Hoặc là gì ạ? Màu xanh green đúng không? Và màu mà thầy rất là yêu thích, màu hồng binh. Đấy. Yêu màu hồng và ghét sự giả dối. Đấy. Rồi, và cuối cùng là vị sô cô la truyền thống, sô cô la đen black. Được chưa? Rồi, được chưa? Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ nếu bây giờ thầy muốn lấy giá trị ở bây giờ thầy sẽ muốn lấy giá trị trong này ra thì thầy sẽ có mấy cách nào? Lấy giá trị ra trong này thì thầy sẽ có mấy cách? Lấy ví dụ như bây giờ thầy muốn lấy gì ạ? Lấy màu lấy red, lấy yellow, lấy green, lấy pink, lấy black ra thì thầy sẽ làm như nào? Eto. Eto gì mới được? Eto gì mới được? Nào, Eto gì? Nào, các bạn thử comment cho thầy biết xem là Eto gì nào. À, Eto basic bằng 1 à? Có đúng không ạ? À, sô cô la basic bằng 1. À, đây rồi, thầy thấy có một vài câu trả lời rất là chính xác rồi. Thấy chưa? Đấy. Thì bây giờ nếu mà muốn hiển thị giá trị của từng phần tử ra thì nó sẽ hơi lâu, và phần kiến thức này thì các bạn cũng đã được các thầy cô ôn tập trên lớp rồi. Thì bây giờ thầy sẽ hướng tới là bây giờ thầy sẽ lấy tất cả các dữ liệu ở, thầy sẽ lấy tất cả dữ liệu ở trong cái mảng ấy ra. Đấy, thì lấy dữ liệu thì chúng ta sẽ sử dụng vòng gì ạ? Chúng ta sử dụng vòng lặp nhá. Đấy, chúng ta vòng lặp để nó sẽ duyệt mảng. Thì bây giờ thầy sẽ chạy lên trước cho bạn nhìn thấy là cái giao diện này nó sẽ ra như thế nào. Đấy, thì đầu tiên là thầy sẽ vào phần đây ở trên các bạn thì trên lớp thì đợi một chút nhá. Đấy, chạy lên này. Rồi thì đây sẽ là phần giao diện của chúng ta, thì các bạn nhìn thấy ở đây thì đang mới chỉ để tạm là một ô thôi. Đấy, thì bây giờ thầy sẽ duyệt cái mảng này ra, thầy sẽ duyệt cái mảng để thầy lấy tất cả các giá trị trong này ra. Đấy, và để thầy sẽ hiển thị ra một thanh sô cô la nhiều màu sắc và nhiều vị pha trộn với nhau. Đấy, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một vòng lặp. À, để duyệt mảng thì chúng ta có mấy loại vòng lặp hả cả nhà ơi? Để duyệt mảng thì ra có mấy loại vòng lặp hả cả nhà? Mấy loại for và forex, chính xác rồi. Bây giờ thầy muốn duyệt từ đầu mảng đến cuối mảng thì thầy dùng for hay dùng forex nào? For hay forex ạ? For hay forex ạ? For. À, dùng while à? Rồi, cũng cũng được, dùng ngoài cũng được, không sao, đúng không? Rồi, nếu mà thầy sẽ duyệt từ đầu mảng cuối mảng thì thầy sẽ dùng forex cho tiện nhá, được chưa? Đấy, đầu tiên thầy sẽ truyền vào tên mảng. Đấy, sô cô la basic này, được chưa? Tiếp theo là as. Đấy, sau đó thầy sẽ trỏ đến là key, trỏ đến là đô la key, được chưa? À, key, và trỏ đến là đô la gì ạ? Vờ đô la Venue, được chưa? Đấy, đô la Venue, được chưa? Đấy, vậy thì thầy đố các bạn biết nhá, key lúc này của chúng ta sẽ là nó sẽ trả về giá trị là bao nhiêu ạ? Như giá trị nào? Key, key ở đây thì số, số đúng không ạ? Ở đây vì là mảng tuần tự thế nên là giá trị của key thì nó sẽ chạy là từ gì ạ? Từ 0 cho tới gì ạ? N trừ 1, với N là gì ạ? Tổng số phân tử có trong mảng, được chưa? Đấy. Rồi, thì ở đây thì sẽ BSB. Hỏi chấm. Ở đây thì thầy sẽ đóng gì ạ? Thầy sẽ đóng cái này lại. Đấy, thầy sẽ khóa cái vòng tròn forex này lại.
Đấy, và bây giờ các bạn sẽ cùng ra xem thành quả xem của chúng ta gì. À đây thì nó quay ra cho chúng ta là tất cả những cái phân tử trong mảng đúng không? Nhưng mà các bạn nhìn thấy màu sắc ở đây nó vẫn còn chưa đúng đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ truyền vào đây là các vị trí của các phân tử và truyền vào đây là màu sắc để cho nó chính màu sắc của các thanh sô cô la nhá. Được chưa? Đấy, nếu mà bây giờ thầy muốn lấy ra giá chỉ biểu tượng chỉ số thì bây giờ thầy sẽ phải chọn, thầy sẽ gọi đến key hay thầy sẽ chọn, thầy sẽ gọi đến Vnew nào? Bây giờ thầy muốn lấy chỉ số thì thầy lấy key hay lấy Vnew? Enforex luôn, trời ơi chưa gì đã muốn en rồi. À key đúng không ạ? Bây giờ ở đây thì chúng ta sẽ lấy key rồi, thì ở đây thì thầy sẽ copy luôn cái này nhá, để đỡ phải gõ lại cái thằng bb này. Đấy, rồi ở đây thì thầy xem sao, thầy sẽ cho echo gì ạ, echo gì key đúng không, ở đây lấy chỉ số chúng ta sẽ lấy key nhớ nhá. Đấy rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả này. Đấy, các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có là các chỉ số này sao nó chạy được từ 0 cho tới gì ạ, 4, và các bạn đếm ở đây chúng ta có 1 này, 2 3 1 2 3 4 và gì ạ, 5 phân tử đúng không ạ? Như vậy key của nó sẽ bằng tổng số phân tử trừ đi gì ạ, 1 đúng không ạ? Đấy. Rồi tiếp ạ. Được chưa? Rồi, tiếp theo thì thầy sẽ đổ màu vào nhá, thầy sẽ đổ màu vào thì thầy sẽ copy luôn cái key này vào nhá để tí nữa thay cho dễ, được chưa? Đấy, đổ màu vào. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ gì ạ? Thả gì? Thả Vnew vào nhá. Đấy, chúng ta sẽ thả Vnew vào và các bạn bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả này. Đấy, các bạn nhìn thấy là gì ạ? Các bạn nhìn thấy ở đây thì chúng ta đã có gì? Chúng ta có một cái mảng sô cô la có rất nhiều màu sắc và đảm bảo cái mảng cái thanh sô cô la này sẽ có rất là nhiều gì? Rất nhiều vị đúng không? Đấy. Rồi, được chưa? Rồi. Đây chính là cách mà chúng ta hiển thị giá trị trong mảng đúng không ạ? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ phải sử dụng đến for và forex đúng không ạ? Vậy thì ngoài, nếu như bây giờ các bạn có một thanh sô cô la trên tay thì các bạn sẽ nghĩ đến cái việc gì đầu tiên? Hả? Nếu có bây giờ, có luôn thanh sô cô la trên tay, ăn ăn wow. Ăn đúng không ạ? Chắc chắn rồi, nếu bây giờ tôi có thanh sô cô la trên tay chắc chắn là tôi sẽ phải nghĩ đến công việc đầu tiên là ăn đúng không ạ? Đấy. Đấy, bởi vì đây mảng chúng ta sẽ coi như thanh sô cô la đi ạ. Đấy, bây giờ thầy ăn nhá, thầy ăn sô cô la, thầy ăn sô cô la, ăn thì nó phải mất đi đúng không ạ, ăn thì nó phải mất đi đúng không ạ? Vậy thì việc ăn này nó sẽ giống như việc là các bạn xóa đi gì ạ, xóa đi phần tử. Đấy, xóa đi phần tử có trong mảng đúng không ạ, xóa đi phần tử trong mảng được chưa ạ, xóa đi phần tử trong mảng. Vậy thì tôi khi mà tôi ăn thì tôi sẽ có nhiều cách ăn đúng không ạ? Đấy, ví dụ như bây giờ thầy muốn ăn đấy, ăn viên sô cô la cuối cùng đi. Đấy, ăn viên sô cô la, sô cô la cuối cùng đi ạ. Đấy, tôi là thầy ăn viên sô cô la cuối cùng đi. Đấy, vậy thì giống như là việc là thầy đang gì ạ, xóa đi phần tử gì ạ, cuối đi, xóa đi phần tử cuối cùng của gì ạ, xóa đi phần tử cuối cùng của mình đúng không ạ? Đấy, thế sẽ xóa đi phần tử cuối cùng của mảng. Đấy, vậy thì nếu như bây giờ mà thầy sử for và forex thì cũng được đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ chạy đến cái phần tử cuối cùng và chúng ta sẽ chỉ việc xóa đi thôi đúng không ạ? Đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ có cách tiện dụng hơn là bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái hàm để chúng ta sẽ xóa đi cái phần phần tử cuối cùng. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ dùng hàm gì ạ? À, nếu bây giờ chúng ta muốn xóa đi phần tử cuối cùng thì chúng ta sẽ sử dụng hàm là hàm array pop. Đấy, array pop được chưa? Array pop. Vậy thì các bạn sẽ cùng xem kết quả nha. Đấy, bây giờ thầy sẽ gọi này, array này. Array cái dưới này, pop. Được chưa? Và trong pop này nhá, thầy sẽ truyền vào cái mạng của chúng ta. Đấy, trong pop thì thầy sẽ truyền chuyển cái mảng của chúng ta, được chưa? Và các bạn cùng sẽ xem kết quả này. Các bạn sẽ cùng xem kết quả. Các bạn nhìn thấy cái viên màu đen ở cuối cùng chúng ta biến mất chưa?
Đấy, các nhìn thấy cái viên màu đen này cuối cùng cái vị black này chúng ta đã ăn mất chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ ăn luôn cái viên màu đen này, được chưa? Đấy. Bây giờ thầy đã ăn cuối rồi thì chắc chắn là bây giờ thầy sẽ phải lên trên gì ạ? Lên trên thầy ăn gì? Thầy ăn đầu đúng không? Đấy, ăn ăn đầu cuối mà. Đấy. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ ăn gì ạ? Ăn viên sô cô la. Sô cô la đầu tiên. Đấy, ăn viên sô cô la đầu tiên đúng không? Đấy. Thì cũng giống như là thầy sẽ xóa đi phần tử gì? Xóa đi phần tử đầu tiên. Đầu tiên của mảng. Đúng không ạ? Xóa đi phần tử đầu tiên của mảng. Vậy thì thầy xóa đi phần tử đầu tiên này thì thầy sẽ dùng cái hàm gì nhỉ? Các bạn có biết không ạ? Đấy. Chúng ta sẽ dùng hàm gì ạ? Các comment cho thầy biết xem nào. Ăn xít, đúng rồi, đúng rồi. Ăn xít. Đúng không? Đấy. Đúng không? Chúng ta sẽ dùng hàm. Đấy. Chúng ta sẽ dùng cái hàm. Đấy. Nó gọi là array gạch dưới ạ. Đấy, cái từ này thì có vẻ như là nó không được ổn cho lắm đúng không ạ? Đấy. Xin lỗi nhá, nếu mà thầy có phát âm sai thì các bạn cũng thông cảm ấy. Bởi vì tiếng Anh lúc năm đại học của thầy cũng không cao lắm. Đấy. Được chưa? Rồi, tiếp. Đấy. Bây giờ thầy muốn ăn phần tử đầu tiên đúng không? Đấy. Ăn phần tử đầu tiên. Đấy. Vậy thì phần tử đầu tiên của chúng ta sẽ là phần tử gì ạ? Red đúng không? Đấy, red. Đâu, ăn ăn thì không thể là dùng ăn xít được đúng không ạ? Vậy chúng ta phải dùng gì? Ăn xít thì nó sẽ là gì ạ? Ăn xít nó sẽ là gì? Ăn xít là thêm rồi, nhầm rồi nha. Thử thử các bạn một tí thôi mà, trời ơi. Thử các bạn một tí thôi mà, trời ơi, comment hẻo hết rồi. Không ai nhắc thầy gì cả, già rồi quên mà không ai nhắc gì cả, toàn nhắc đều thôi. Rồi, nó sẽ có array gì ạ? Array gì ạ? Array seeds đúng không ạ? PP. Đúng chưa? Đấy. Thì chúng ta vẫn sẽ chuyển mảng vào đây đúng không ạ? Chuyển mảng vào đây. Đấy. Được chưa? Chuyển mảng vào đây. Đúng không ạ? Bây giờ các sẽ nhìn thấy là bây giờ nó đã mất đi ông đầu tiên. Ông đầu tiên là red rồi, tôi đã ăn mất rồi, đúng không ạ? Tôi ăn ông cuối rồi, tôi ăn ông màu đỏ rồi. Tôi ăn ông màu đen rồi. Đấy, bây giờ còn một khúc giữa thôi. Đúng không ạ? Mà còn một khúc giữa. Đấy. Bây giờ nếu mà thầy thì thầy ăn đầu ăn cuối rồi. Thì bây giờ thầy không thích ăn theo kiểu thứ tự này nữa. Đấy, mà bây giờ thầy thích ăn theo kiểu là tùy thích ấy. Bây giờ thầy thích vị trí nào thầy bốc ra thầy ăn thôi. Đấy, vậy thì thầy sẽ sử hàm gì được cả nhà nhỉ? Nào. Sleep. Đúng không ạ? Dạ. Đúng không ạ? Còn hàm gì nữa không ạ? Ngoài ăn set đúng không ạ? Rồi, vậy thì bây giờ thầy sẽ sử hàm đầu tiên nhá. Được chưa ạ? Đấy. Bây giờ tôi sẽ gì ạ? Ok, tôi sẽ ăn. Tôi sẽ ăn sô cô la. Đấy, ăn viên sô cô la. Viên sô cô la. Ở vị trí đúng không ạ? Ở vị trí bất kỳ đúng không ạ? Đấy. Cũng giống như là việc là bây giờ tôi sẽ xóa đi gì ạ? Xóa đi phần tử. Xóa đi phần tử. Ở vị trí gì ạ? Bất kỳ đúng không ạ? Đấy. Bất kỳ. Đúng không ạ? Rồi. Vậy nếu mà xóa đi ở vị trí bất kỳ thì thầy sẽ có hai hàm đúng không ạ? Hàm đầu tiên là hàm gì ạ? À, hàm ăn set. Hàm ăn set đúng không ạ?
ăn xét. Đúng không? Đấy. Thảm ăn xét. À, ăn xét. Rồi, vậy thì ở đây thì sẽ truyền vào giá trị của ăn xét nhá. Được chưa? Đầu tiên là sẽ gọi là ăn xét này. À, ăn xét. Xong sau đó là thầy sẽ truyền vào gì ạ? Thầy sẽ truyền vào tên hàm mà quên tên mảng. Tên mảng đúng không? Nó vào vuông. Đúng không? Xong đó là thầy sẽ truyền vào cái vị trí mà thầy muốn ăn. Ở đây thầy sẽ vào, bây giờ thầy sẽ ăn muốn ăn vị trí của Green đi. À, Green nó đang ở vị trí số mấy cả nhà nhỉ? Green này đang ở vị trí số mấy? Số mấy ạ? Một, một o hai, hai đúng không? Hai, ok luôn cả nhà. Được không? À, bây giờ chúng ta sẽ chạy ra bây giờ xem nó đã mất cái thằng Green này chưa nhá. Đấy, đã mất chưa? À, mất rồi. Đúng không? Đấy. Thì hàm unset này thì các bạn nhớ là khi các bạn muốn xóa cái nào ấy thì các bạn nhớ là phải truyền vào cái vị trí mà các bạn muốn xóa nhá. Được chưa? Đấy. Tiếp. Nó sẽ còn một cái hàm nữa. Sẽ còn một cái hàm nữa để chúng ta có thể xóa được. Đúng không? Đúng không? Đấy. Đó chính cái hàm gì ạ? Hàm array. Hàm gì ạ? Hàm array. Gạch dưới này. Supply đúng không? Đúng không? Supply. Đúng không? Và các bạn nhớ nhá, cái ông supply này ấy, thì nó sẽ hơi khác so một chút. Tức là các bạn sẽ muốn xóa đi, tức là các bạn, giống kiểu việc các bạn không chỉ là ăn, các bạn ăn từng viên một đúng không? Ông supply này, ông có thể giúp cho các bạn ăn nhiều viên một cùng lúc. Đấy, ăn một viên nó đã ngon rồi. Vậy thì ăn nhiều viên thì nó sẽ là ngon gì ạ? Ngon nhiều lần. Đấy, đúng không? Rồi, thì ở đây thì sẽ có gì ạ? Array. Gạch dưới này. Đấy. Rồi. Supply này. Được chưa? Đấy, và bây giờ thầy sẽ truyền vào cái mảng mà thanh thầy sẽ đưa vào cái thanh số column thầy muốn làm này. Được chưa? Đấy. Sau đó thầy sẽ chọn ra cái vị trí mà thầy muốn ăn. Đấy, thầy sẽ chọn ra vị trí mà thầy muốn ăn. Đấy. Ví dụ như là thầy muốn ăn từ vị trí ông xanh đi. Đấy. Và thầy sẽ ăn bao nhiêu viên kể từ ông xanh này. Ví dụ như là thầy muốn ăn ông xanh và ông hồng đi. Vậy là thầy ăn mấy viên? Vậy là thầy ăn mấy viên? Thầy ăn mấy viên? Em vừa bị mất đoạn forex ở bên dưới. Được rồi, Nguyệt. Tí nữa thầy sẽ co xuống bên dưới cho em. Đấy ạ. Ăn nhiều quá hơi mũm mĩm thể à? Không sao, không sao. Đấy. Nhá, thầy ạ. Bây giờ thầy muốn ăn cả ông viên màu xanh và cả ông viên màu hồng này thì thầy sẽ ăn mấy viên? Đây là một và đây là gì ạ? Hai đúng không? Đấy, vậy là tức là thầy sẽ ăn hai viên. Đấy. Đây, các bạn nhìn thấy không? À, ở trên này thì hắn còn đang có lệnh ăn xét thì là nó đã xóa đi. Đấy. Ra Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Bây giờ tôi đã ăn được cả ông màu gì? Ông màu xanh và ông màu gì ạ? Ông màu hồng. Rồi đúng không? Đấy. Ăn một viên nó ăn ngon rồi thì ăn hai viên chắc chắn là ngon gấp đôi rồi. Đúng không? Rồi, tiếp này. Rồi, bây giờ tôi ăn nhiều quá rồi. Tôi ăn nhiều quá rồi. Đấy. Thì ăn nhiều quá chắc chắn sẽ đến lúc hết đúng không? Đấy, thì bây giờ tôi giống kiểu hàm giống kiểu mạng ấy. Chúng ta xóa nhiều quá thì chắc chắn phải hết phần tử đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có một công việc là gì? Phải thêm mới vào đúng không? Phải thêm mới vào đúng không? Đấy. Vậy thì bây giờ thầy muốn thêm. Đấy. Thầy sẽ thêm. Ở đây thì thầy sẽ thêm. Đấy. Thầy sẽ thêm sô-cô-la. À, thầy sẽ thêm sô-cô-la. Được chưa? Thầy sẽ thêm sô-cô-la. Đấy, thì cũng giống như cái việc là các bạn thêm phần tử. Đấy, thêm phần tử vào mạng. Đúng không? Đấy, thêm số online cũng như các bạn thêm phần tử vào mạng thôi. Đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ có, vậy thì giống như ăn đúng không? Nếu là chúng ta ăn là chúng ta sẽ ăn gì?
Đấy, chúng sẽ ăn từ dưới, ăn ăn dưới với ăn gì, ăn trên đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta thêm thì thêm từ dưới thêm lên đúng không? Đấy, bây giờ thì thầy muốn thêm vào phần tử cuối cùng thì thầy sẽ làm như nào nhỉ? Đấy, chúng ta thầy sẽ đưa vào trong phần tử cuối cùng là thầy sẽ dùng cách gì nhỉ? Dùng hàm gì nhỉ? Dùng hàm gì mà để thêm rồi nhỉ, cả nhà nhỉ? Comment sôi nổi thế nào, trời ơi. Đấy, dùng gì ạ? Dùng oripus, đúng rồi ạ, chính xác. Rồi, chúng ta sẽ dùng hàm và thêm vào gì ạ? Cuối mảng. Cuối mảng, được chưa? Thêm một cuối mảng. Thì chúng ta sẽ dùng array. Array. Push. Đúng không? Array push. Được chưa? Và chúng ta sẽ thêm cái gì? Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ thêm vào, chúng ta đưa vào. Chúng ta biết là chúng ta thêm vào mảng nào đúng không ạ? Đấy, và chúng ta sẽ thêm cái gì vào đúng không? Ví dụ như ở đây đấy, bây giờ thầy sẽ thêm vào cái vị nữa. Đấy, gọi là vị aqua, một cái màu sắc nữa, một cái màu sắc nữa, màu sắc vị nữa, ví dụ như màu sắc vị aqua đi. Đấy, aqua. Đấy, thì các sẽ nhìn thấy được luôn là đây nó sẽ thêm cho bạn một cái gì ạ? Màu gì? Màu xanh nữa đúng không ạ? Đấy. Rồi. Bây giờ thầy đã thêm một cuối rồi mà bây giờ thầy lại muốn thêm vào ở đâu nữa thì sao nhỉ? Đấy, thêm vào đâu thì sao? Thêm vào đầu mảng đúng không? Thêm vào đầu mảng thì thầy sẽ dùng hàm gì nhỉ? À, ăn xít đúng không? Đấy, lúc nãy là tôi ăn từ trên gì, ăn trên nó sẽ là tôi xít đúng không? Đấy, thì thêm trên thì chắc nói ngược lại của xít thì là ăn gì? Đúng không ạ? Đấy, array gì ạ? Array gì? Array gì ạ? Ăn gì? Ăn zip đúng không ạ? Đấy. Đấy. Đấy, đúng không ạ? Lập trình viên chưa bao giờ dễ dàng như thế, đúng không ạ? Đấy. Rất cơ bản, rất là đơn giản, đúng không? Đấy, bây giờ tôi thêm một đầu thì bây giờ tôi sẽ thêm gì ạ? Đấy, bây giờ tôi sẽ thêm một viên màu gray đi. Đấy, gray. Gray đi. Đấy. Đi ạ. Gray. À, các sẽ nhìn thấy là gì ạ? Rồi, được chưa? Được chưa? Đấy. Chứ các nhìn thấy ở đây nó mảng nó thêm vào đầu rồi đúng không ạ? Đấy. Rồi, nào tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục rồi bây giờ tôi đã thêm được vào rồi, tôi đã ăn được rồi. Đấy, nhưng mà trong cái hộp đấy nó có quá nhiều sô cô la thì làm sao để tôi có thể tìm kiếm được cái viên sô cô la mà tôi thích? Bây giờ nếu mà thầy muốn tìm kiếm một viên sô cô la thích vị mà một sắc mà thầy yêu thích thì thầy sẽ dùng hàm gì cả lớp nhỉ? À, Oresus. Oresus, đúng không? À, Oresus. Rồi. Bây giờ tôi sẽ tìm kiếm. Đấy. Tìm kiếm. Đấy, phân tử. Giá trị phân tử kiện, giá trị phân tử đúng không? Đấy. Tôi sẽ có điện, tôi sẽ có hàm điện. Rồi. Ngay dưới ạ. Search. Đúng không? Research. Cái đây thì thầy sẽ truyền vào cái gì ạ? Truyền vào cái mạng đúng không? Đấy. Và thầy sẽ truyền vào gì tiếp ạ? Thầy sẽ truyền vào gì? Đấy. Thầy sẽ truyền vào gì ạ? Truyền vào cái phần tử mà thầy muốn tìm đúng không? Gray đúng không? Vậy thầy sẽ tìm gray đi. À, như ông này nếu có thì nó sẽ trả về gì ạ? Nó sẽ trả về true hoặc false đúng không? Đấy.
Vậy thì thằng này nó sẽ không hiển thị ở dưới, vậy thì thầy sẽ tạm thời giao lại nhé, được chưa? Đấy, và con biết là tìm kiếm thì đã dùng research, được chưa? Đấy, mà bây giờ nếu như mà mảng mà thầy muốn thì ạ, nếu như ở đây trong một hộp nó có quá là nhiều vị trùng nhau mà thầy chỉ, và bây giờ thầy muốn tìm ra xem là nó có những vị nào chính nhất thì thầy sẽ làm nhỉ? À, tức là thầy sẽ bỏ những cái viên nó giống nhau đi. Đấy, bỏ những viên giống nhau đi, và thầy mỗi một loại thì thầy chỉ muốn nhặt ra một viên thôi. À, một viên sô cô la mù đấy thôi, thì thầy sẽ dùng cái gì nhỉ? Nào, dùng dùng cái gì để mà thầy để nhặt ra được cái nhặt ra được mỗi mỗi loại thầy lấy một viên nhỉ? Đấy, nào comment comment. Chưa thấy có đáp án. Câu hỏi này làm khó được các bạn. Index ở array in que. Đúng không? Còn bạn có cơ nào tiếp tục comment ạ. Thầy muốn nghe ý kiến của tất cả mọi người. Nào. Rồi, vậy thì mỗi bây giờ tôi muốn là mỗi một loại tôi nhập ra một viên đi. Đấy. Thì ở đây thì tôi sẽ có cái thằng gì ạ? Đấy, đó, ở đây thì tôi thầy sẽ có cái thằng là gì? Đấy. Đấy, nhập ra. Nhập ra. Đấy, mỗi loại một vị. Đúng không? Mỗi loại một vị. Đúng không ạ? Thì cái này thì thầy sẽ có gì? Array gì ạ? À, đây thầy sẽ khai báo một cái để thầy chứa đúng không? Thầy phải chứa đúng không? Đó chính là đầu tiên thầy sẽ khai báo array. À, có thể là sô cô la đi. Sô cô la. Rồi, sô cô la ở đây thì thầy sẽ dùng hàm in quen, có thể là sô cô la u đi. Đấy. Array. Đấy. U đi que. Được không ạ? Array in que. Và ở đây thì tôi sẽ truyền vào cho các bạn cái hàm mà chúng ta muốn đọc. À, cái hàm này thì nó mỗi một màu của nó, ở đây thì thầy sẽ thêm một cái màu nó trùng trùng nhau vào nữa. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì thêm hai viên màu đen đi. Đấy, thì thêm hai viên màu đen đi. Đấy. Thêm hai viên màu đen thì các bạn có thể nhìn thấy nhá. Black này, đúng không? Ở đây thì thầy sẽ thêm một cái. Ở đây truyền vào cái mạc của nó đúng không? Đấy. Rồi, các bạn sẽ nhìn ra ngoài nhìn này. Ồ, nó vẫn chưa được. À, không phải là chưa được mà là gì ạ? Ở đây thì tôi đang gạt nó bằng cái gì ạ? Một cái biến mới rồi đúng không ạ? Đấy, và bây giờ tôi sẽ cần phải hiển thị gì ạ? Bây giờ tôi sẽ cần phải hiển thị nó gì? Nó tôi cần hiển thị nó ra đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây tôi sẽ ở đây thì sẽ copy lại thằng này này. Đấy, để bây giờ tôi sẽ hiển thị nó ra nhá, copy lại này. Đấy, copy lại này. Được chưa? Và bây giờ tôi sẽ hiển thị cái gì ạ? Sô cô la u này ra. Được chưa? Sô cô la u. Đó. Đó. Ở đây thì thầy sẽ đặt thêm s cho những cái biến này để cho nó khác với cả ở bên trên đi. Đó. Tránh trường hợp là nó bị trùng biến đúng không? Chưa? Tránh trường hợp là nó bị trùng biến. Đó. Chưa? Thêm s để cho nó sẽ không bị trùng biến đúng không? Bạn sẽ nhìn thấy kết quả này. Lúc này thì nó đang ở đây đúng không? Ở đây thì chúng ta sẽ làm sao? Ở đây thì chúng ta sẽ cho nó gì? Ở đây thì chúng ta sẽ cho nó ra ngoài đi. À đây, đúng rồi, chưa cho ra ngoài row. À, copy nó ném ra ngoài row nhá. À, copy nó đưa ra ngoài row thì nó sẽ hợp lý hơn đúng không? Đưa nó ra ngoài row thì nó sẽ hợp lý hơn. Ở đây thì sẽ copy lại nhá, copy lại này. À, đây xóa hết cái đoạn này đi. À, copy lại nha. À, à hình như nãy thầy đã vừa xóa mất luôn cái ngoặc của nó rồi đúng không? À, ở đây thì sẽ phải đóng thêm một ngoặc vào nữa nha. À, chấm này, VSB à. À, cho anh nhớ phải có hình ngoặc nha. Nãy thầy lỡ tay xóa mất điều. Trời ạ.
này cũng thế ạ, sau này thì chúng ta nhớ phải có thêm cái ngoặc nữa nhá. Đấy, được chưa? Bây giờ sẽ xem là nó nhảy ở trong ta khác chưa. À đây, đấy. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ thay thế thằng này bằng Sola Basic bằng gì ạ? Sô-cô-la gì? Sô-cô-la u à, để tôi cũng xem kết quả mà tôi vừa ấy. Đúng không? Về thì thấy cái mét hàng nữa, đúng không? Rồi, cái mét vào, đúng không? Vanille, vanille. Đấy, thì bạn sẽ nhìn thấy ở bên dưới nhá. Ở bên dưới cho dù là chúng ta ở trên này chúng ta sẽ có gì ạ? Ở trên này chúng ta sẽ có hai âm màu đen, nhưng mà nó cũng sẽ chỉ nhặt ra cho các bạn là một gì, một viên màu đen thôi, đúng không? Tức là những cái loại mà gì, tức là mỗi một loại này, mỗi loại màu này nó chỉ nhặt ra gì một điểm, nó chỉ nhặt ra một viên thôi. À, nó chỉ nhặt ra một viên thôi. À, chứ nó không bao giờ nó có bị gì, nó bị trùng lặp với cái mặt giá trị đâu. À, đúng không? Rồi, được chưa? Bây giờ tôi đã ăn rồi. À, tôi đã thêm rồi. Nhưng mà thêm ở đây ấy, thì mỗi lần thêm thì các bạn nhìn thấy các bạn chỉ thêm một gì, thêm vào một phần tử thôi, đúng không? Các bạn chỉ thêm mỗi lần các bạn thêm thì thêm một phần tử thôi. Vậy thì có cách nào thêm nhanh hơn đúng không ạ? Đấy. Có cách nào thêm nhanh hơn không? Nào, bây giờ thầy muốn thêm nhanh hơn thì thầy sẽ dùng gì ạ? Dùng gì? Dùng gì ạ? Nào các bạn comment cho thầy biết nào. Bây giờ thầy muốn thêm thêm cách nhanh hơn thì thầy sẽ làm như nào? Spline đúng không? Spline. Vậy thì tại spline thì các bạn cũng phải điền từng phần tử ở một đúng không? Đấy. Thầy có lại thể có cách nhìn khác. Thế tại sao chúng ta lại không ghép luôn hai cái mảng vào với nhau? Giống kiểu là việc các bạn đổ hai cái lọ làm đổ hai lọ sô-cô-la làm một đấy, đúng không ạ? Thì các bạn nhìn thấy là cái việc đấy nó có nhanh hơn không? Cái việc đấy nó nhanh hơn không? Đúng không ạ? Đấy. Vậy thì bây giờ thầy muốn ghép hai mảng vào với nhau thì thầy sẽ dùng hàng gì ạ? Dùng hàng gì? Dùng hàng gì ạ? Arrangement. Con sao tiếng bé thế thầy? Nào mọi người nghe rõ không ạ? Tiếng có bị bé quá không? Tiếng đã ổn hơn chưa? Có hơi bị bé à? Lại to rồi à? Có thể do từ cái mic của thầy nó bị trôi mất, bị trôi, nó bị trôi xuống hơi xa đúng không? Các bạn đã nghe rõ hơn chưa? À, lúc bé lúc to, lúc bé lúc to à, đúng không? Tại cái mic của thầy nó vừa bị trôi xuống, giờ đã ổn định hơn chưa? Nào giờ mic đã ổn định hơn chưa? Ok rồi, ok rồi, được chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ gì ạ? Bây giờ tôi sẽ cách thêm nhanh nhất là bây giờ tôi gộp luôn cái mảng mới vào, đúng không ạ? Đấy, gộp luôn cho nhanh. Đấy, bây giờ tôi mua hai lọ tôi đổ làm một thì nó sẽ nhanh hơn, đúng không ạ? Đấy này, ghép hai mảng vào gì ạ? Với gì, với nhau. Đấy, ghép hai mảng với nhau, đúng chưa? Đấy, ghép hai mảng với nhau, ghép hai mảng với nhau, đúng không? Chúng ta sẽ dùng gì ạ? Chúng ta sẽ sử dụng array gì? Array mở, đúng không? Đấy. Rồi, ở đây thì thầy sẽ khai vào thêm một cái mảng nữa nhé. Đấy, khai vào thêm cái mảng nữa. Đấy, khai vào thêm cái mảng nữa. Ví dụ ở đây thì thầy sẽ có mảng gì ạ? Ở đây thì sẽ có mảng basic 1 đi. Đấy. Sô cô la basic 1 đi, đúng không? Đấy. Và màu sắc ở đây thì cũng sẽ đảo đi một tí. Mà thôi, không sao, không cần. Chúng ta sẽ dùng luôn chính cái máy luôn. Đấy, tôi chỉ yêu thích một vị thôi. Đấy. Đúng không? Đấy, thì ở đây thầy sẽ khai báo thêm một cái biến để thầy chứa đựng một cái hàm mới nhá. Đấy, đó chính là gì ạ? Sô cô là mở được ạ, mở tức là mở đúng không? À, mở array gì ạ? Array, array mở, array mở, được ạ? Array mở thì bây giờ thầy sẽ truyền lượt những cái gì ạ, mảng mà thầy muốn gì ạ, mở vào với nhau đúng không?
Đấy. Phẩy này. Sô cô la basic và sô cô la basic nhỉ? Sô cô la basic 1. Được chưa? Đấy. Rồi, và tiếp theo là thầy sẽ hiển thị nó lên ở dưới này. Đúng không? Và thầy sẽ sử dụng là sô cô la gì? Sô cô la M. Thế chuyển vào đây luôn nhá. Thay thế sô cô la cho sô cô la U để chúng ta đỡ phải cóp rồi, cóp lại. Đúng không? Đấy. À. Các bạn có theo kịp không ạ? Các bạn ơi, có ổn không? Có ổn không? Được chưa? Đấy, thì đây chính là gì ạ? Đây là cái mảng mới, nó sẽ được dồn tất cả những gì của những ảo ông kia vào, đúng không? Đấy. Được chưa? Đấy, đây sẽ là phần code của các bạn, được chưa? Nào, các bạn ơi, các bạn ổn thế ạ? Đúng không? Ổn đúng không? Ổn ổn, ok. Rồi. Được rồi đúng không? Đấy. Thì bây giờ nơi tôi đã ăn rồi. Đấy. Thêm rồi. Đúng không? Gộp hai cái vào làm một rồi. Đúng không? Tìm kiếm rồi. Đúng không? Đấy. Nhưng mà ở đây thì tôi còn muốn gì ạ? Ở đây thì tôi còn muốn đếm xem tôi có bao nhiêu cơ thì tôi sẽ làm như thế nào. Đấy. Tôi muốn đếm xem phần tử trong mảng của tôi có bao nhiêu phần tử cơ thì tôi sẽ làm gì? Dùng hàm gì ạ? Nào các bạn comment cho biết là chúng ta dùng hàm gì? À hàm con va đăm mổ va đăm luôn đấy. Ở đây thì sao? Ở đây thì chúng ta dùng hàm gì ạ? Hàm con đúng không? Đấy. Hàm cao 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 đúng không? Cao đấy. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có gì ạ? Đếm số phần tử có gì ở trong đi trong mạng, đếm số phân tử ở trong mạng, được chưa? Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có hàm nhỉ, chúng ta sẽ viết ở dưới này đi, sẽ viết ở dưới này đi, tại vì thầy muốn hiển thị nó dưới này mà, đúng không? Ở đây thì thầy sẽ thêm một cái gì, một cái span đi. Đấy. Một thẻ span. Span, được chưa? Đấy, để thầy hiển thị ra là mảng có số phần tử đấy, là đấy, hai chấm này, được chưa? Đấy. Thì ở đây thì có gì? Thì sẽ copy cái đoạn này lại nhá, được chưa? Đấy, copy đoạn này lại, đúng không? Đấy. Ở đây thì thầy sẽ dùng hàm gì ạ? Hàm gì? Hàm count. Đấy. Hàm count đúng không? Đấy. Cao đúng không? Đấy, cao. Sau đó thầy chuyển vào cái mảng mà thầy muốn đếm, bây giờ thầy muốn đếm mảng basic đi. Mảng basic đi. Đấy. Đấy, mảng basic đi. Đấy. Thì các chưa có xem kết quả nhá. Đấy, nó sẽ có gì ạ? Mảng có tổng số phân tử là 7. Đấy, các nhìn thấy nó sẽ đếm luôn trong bảng này. 1 2 3 4 5 6 7 đúng không? Đấy, được chưa? Đấy. Rồi, tiếp theo thì các bạn nhìn thấy là ở đây thì chúng ta đã đếm rồi, ăn rồi, đấy, thêm rồi, đúng chưa? Đấy. Nhưng mà những cái này thì chúng ta đang truyền, chúng ta truyền vào thì truyền vào tận nơi đúng không? Đấy. Nhưng bây giờ thầy muốn là gì? Thầy muốn từ trên cái form này thì sẽ bây giờ thầy sẽ từ đây, thầy muốn từ cái form này thầy muốn nhặt ra những cái vị trí mà thầy muốn ăn, đấy, thì thầy sẽ làm như thế nào? Đấy, thầy sẽ làm như nào? Đấy. Thì bây giờ thầy và các bạn sẽ cùng nhau đi thực hiện nhé, được chưa? Thầy và các bạn sẽ cùng nhau đi thực hiện, được chưa? Đầu tiên thì thầy đã thiết kế cho bạn cái form này rồi, được chưa? Rồi, vậy thì làm sao để tôi biết khi nào người dùng người ta bấm vào nút ăn nhỉ? Nào, lại kiến thức về lại một kiến thức về về gì ạ? Lại một kiến thức về form. Nào. Làm sao để tôi biết là người dùng người ta lúc nào người ta thì người ta bấm nút ăn? Sử dụng lệnh gì ạ? Iset đúng không? Rồi, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ dùng lệnh iset đúng không? Được chưa? Đấy, tab này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng if này. If này. Rồi, iset này. Đấy, if iset. Được chưa? Đấy. Ở đây thì thầy sẽ gọi đến đến gì ạ? Thầy sẽ gọi đến đô la get hay đô la bot nhỉ? Đấy. Thầy sẽ gọi đến phương thức nào ạ? Đô la get hay đô la bot?
đô la get, đô la get đúng không? Bởi vì phương thức ở đây method chúng ta là gì ạ? Chúng ta là post, chúng ta là get đúng không? Chúng ta là get đúng không? Thì ở đây trên này thì có đô la gì ạ? Đô la gạch dưới get. Được chưa? Đóng một vuông này. Đấy, thì chỗ này chúng ta sẽ có là gì ạ? Chúng ta sẽ gọi đến cái gì? Ăn đúng không? Tức là khi nào người ta bấm vào ăn thì chúng ta mới bắt đầu gì? Chúng ta mới bắt đầu ăn đúng không? Đấy. Được chưa? Nếu như nó có tồn tại. Đấy. Được chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ người dùng người ta sẽ phải, chúng ta sẽ phải kiểm tra gì ạ? Người dùng người ta sẽ truyền vào cái vị trí mà người ta muốn gì? Người ta muốn ăn đúng không? Đấy. Thì ở đây thì chúng ta sẽ if gì ạ? If gì? Đấy. Bây giờ thầy muốn check xem người dùng người ta nhập cái gì, người ta có nhập hay không thì thầy sẽ dùng cái hàm gì nhỉ? Bây giờ thầy muốn xem người dùng người ta có nhập hay không thì dùng hàm gì nhỉ? Cả ngày này. Đấy. Empty. À đúng rồi. Đấy. Vậy thì ở đây thì sẽ có cái một cái điều kiện là gì? Nếu như người ta gì ạ? Nếu như người dùng người ta nhập đúng không ạ? Đấy. Đấy, tức là rỗng, tức là người ta không, nếu như người ta không, tức là nếu như người ta có nhập thì chúng ta mới xử lý đúng không, còn nếu người ta không nhập thì thôi không cần phải xử lý gì cả đúng không. Đô là gì? Đô là ghét đúng không? Đấy, đóng một vuông này. Đấy, chúng ta sẽ lấy đến cái gì ạ? Vị gì? Vị trí này, được chưa? Đấy, chúng ta lấy đến cái vị trí, được chưa? Đấy, vị trí rồi. Và nhá, cái thực sự bật mí các bạn là cái hàm empty này, cái hàm empty này thì nó sẽ có cái, nó sẽ có cái không hay một chút ấy, là nếu như các bạn nhập vào đây là không thì nó sẽ được hiểu là rỗng, nó sẽ được hiểu là rỗng. Vậy thì ở đây chúng ta phải thêm cái điều kiện nữa. Đấy, tức là gì ạ? Nếu hoặc người ta có nhập đúng không, người ta có nhập đấy, tức là người ta có nhập đấy, người ta có nhập, tức là đô la ghép vị trí này mà người ta nhập bằng không đi. Đấy, thì chúng ta cũng phải xử lý cho người ta đúng không? Tại vì trong mảng sẽ có vị trí nó sẽ bằng gì ạ? Nó sẽ bằng không đúng không? Đấy, mà cái ông empty này thì ông ấy lại, nếu như họ nhập bằng không thì nó sẽ được hiểu là rỗng. Đấy, thế nên trường hợp này chúng ta nhớ là phải bắt cho cẩn thận nhá. Được chưa? Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ ăn đi cái phần tử đấy, hay là tôi sẽ ăn đi cái viên sô cô la đấy và tôi xóa đi phần tử đấy thì thấy ông hàm gì trên này? Ông hàm gì ạ? Ông hàm gì? Hàm unset hay là hàm gì ạ? Sử dụng unset hay dùng gì nào? Rồi, chúng ta sẽ dùng hàm unset nhé để cho xóa đi, được chưa? Đấy. Dùng unset. Đấy, được chưa? Unset này. Đấy, nhớ nếu unset thì chúng ta phải truyền vào cái vị trí nhé. Được chưa? Ở đây thì sẽ lấy là sô cô la gì? Basic này. Đấy. Được chưa? Và thầy sẽ chuyển vào cái vị trí mà người ta đã gì, người ta đã gì, người ta đã nhập, được chưa? Đấy. Được chưa? Chấm phẩy này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng chạy thử nhá. Ở đây ví dụ như là thầy muốn ăn vị trí số 2 đi chẳng hạn, được chưa? Ăn này, các nhìn thấy nó mất chưa? Đấy, giống như có ăn không? Bây giờ thầy ăn vị trí số 3 này, ăn này. Đấy. Nhưng các bạn nhìn thấy nó có cái vấn đề là chúng ta vừa mới ăn tại số 2 đi không? Mà bây giờ chúng ta đổi sang thầy ăn đổi sang ông số 3 này. Đấy. Thì lập tức cái ông số 2 quay về không? Hoặc bây giờ thầy ăn số 2 này thì ngay lập tức ông số 3 lại quay gì? Quay về đúng không? Đấy, thì chả khác, nếu như đây là một lọ sô cô la thì chả khác nào là lọ sô cô la thạch xanh cả. Đúng không ạ? Đấy, lọ sô cô la thạch xanh cứ hết rồi lại đầy, hết rồi lại đầy. Đúng không ạ? Đấy, vậy thì làm sao để khắc phục điều này, làm sao nào theo các bạn nhé. Đấy, theo các bạn thì các bạn sẽ dùng gì để dùng gì nào, bây giờ chúng ta sẽ dùng gì để lưu trữ nó nào, các bạn gợi ý đi, các bạn thử gợi ý cho thầy xem là bây giờ thầy sẽ sử dụng cái gì để giải quyết cái bài toán này nhỉ? Nào, mạng, dùng mạng, dùng mạng, dùng for. Nào, thế bây giờ thầy sẽ đổi lại, bây giờ thầy sẽ gợi ý lại cho các bạn có cái mảng nào nó sẽ lưu trữ được hết một phiên làm việc không ạ? À, hết một phiên làm việc của gì, của
trình duyệt web không, một phiên làm việc, tức là tôi thoát ra thì nó sẽ biến mất. Nào chúng ta sẽ sử dụng gì ạ? Sử dụng gì chắc không phải là section đâu đấy. Có vậy thì nó có phải section không nhỉ, theo các bạn đúng không? Ở đây thì chúng ta sẽ kết hợp cả gì ạ, chúng ta sẽ kết hợp cả section và cả mảng vào với nhau, được chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy khi các bạn học một buổi này các bạn sẽ ôn lại được gần như toàn bộ kiến thức đúng không ạ? Chúng ta đã ôn được cả gì, từ form này rồi sẽ mảng này rồi đến bây giờ là đến là gì, section đúng không? Vậy thì trước khi mà tôi gì à, trước khi mà tôi muốn sử dụng section thì tôi sẽ phải gọi lệnh gì đầu tiên, tôi sẽ gọi lệnh gì đầu tiên nào cả nhà? Nếu bây giờ thầy muốn sử dụng section thì thầy sử dụng lệnh gì đầu tiên ạ? Lệnh gì? Start, start gì được chứ? Start à, section start đúng không ạ? Đúng rồi, section start. Đấy, chứng tỏ là cả nhà, chứng tỏ là các bạn ở trong này nhớ bài rất là kỹ. Đấy, chắc chắn là kỳ thi sắp tới sẽ được điểm rất là cao đây này. Đấy. Đúng không ạ? Rồi, vậy thì ở đây thầy sẽ sử dụng một cái gì ạ? Thầy sẽ sử dụng cái biến section đấy và để thầy lưu trữ lại à, những cái mà thầy vừa mới ăn đúng không ạ? Đấy, thầy sẽ vừa mới ăn đúng không ạ? Rồi ở đây thì thầy sẽ tạm thời thầy đóng ông này lại. Đó, đóng anh này lại. Đấy, rồi tiếp này chúng ta sẽ có là gì ạ? Đầu tiên thì thầy sẽ phải kiểm tra xem là gì ạ? Nào bây giờ chúng ta sẽ chạy lại từ đầu. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, đầu tiên ấy là chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là cái vị trí này là ông ấy đã ăn hay chưa đúng không ạ? Nếu như ông ấy ăn rồi thì chúng ta sẽ gì ạ, chúng ta sẽ xóa thẳng tay đi đúng không ạ? Đấy, đầu tiên này chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là ông này đã ăn à, quên mất, sorry, là đầu tiên chúng ta phải kiểm tra là ông này đã ăn cái viên sô cô la nào chưa. Đấy, đã ăn viên sô cô la nào chưa đúng không ạ? Ăn viên sô cô la nào chưa? Đấy, thì đây thì sẽ if đúng không ạ? If này. Đấy, if. If. Ở đây thì thầy sẽ tạo ra một cái biến biến gì ạ? Biến section gọi là section index. Đấy, tức là thầy sẽ lưu trữ cái vị trí của nó vào với nhau. Đấy, đúng không? Thì đầu tiên thầy sẽ kiểm tra xem là trước đó là ông ý đã ăn cái viên sô cô la nào chưa. Nếu chưa ăn thì thầy sẽ lưu cái đầu tiên đấy vào, được chưa? Đấy, và thầy xóa nó đi, được chưa? Đấy, thì đầu tiên là thầy sẽ có là if empty đúng không? Thầy sẽ kiểm tra xem là trước đấy là cái này nó đã lưu lại cái vết mà ông ăn hay chưa. Đô la gì ạ? Ngay dưới này, section này. Đấy, section này, được chưa? Đấy, đóng vào vuông này. Section này gọi thầy sẽ đặt tên là index đi. À, index. Đúng không ạ? Đấy, nếu như mà nó cái một là tôi sẽ check là đầu tiên xem là nó có tồn tại không, và thứ hai là nó gì ạ? Đấy. Được chưa? Tiếp này, hoặc nó chưa tồn tại, tức là ông ấy chưa ăn, tức là ông ấy chưa ăn cái nào cả. Đấy, chưa ăn nguyên nào cả. Đấy. Thì tôi sẽ làm gì ạ? À, chưa ăn, tức là iset, chấm than iset đúng không? À, tôi phủ định đúng không? Tức là chưa có cái ông này, tức là ông này chưa ăn. À, một là ông ấy chưa có gì, hai là ông ấy chưa ăn đúng không? À, một là ông ấy chưa có gì, hai là ông ấy chưa ăn. À, thì tôi sẽ làm công việc gì ạ? Thì tôi sẽ thêm ông ấy vào trong cái gì ạ? Trong cái biến section này, được chưa? Để lần sau cái biến section này nó sẽ nhớ cái những cái viên mà ông đã ăn. Đấy, được chưa? Đấy. Rồi, đây tôi sẽ có đô la gì ạ? Đô la section này. Đấy, index này. Được chưa? Đấy, index. Đấy, bằng này. Đấy, bằng đúng cái vị trí mà ông đã ăn, tôi sẽ lưu nó lại. Được chưa? Tôi sẽ lưu nó lại. Nhưng mà nhớ nhá, bởi vì chúng ta ở đây ấy, chúng ta không chỉ lưu trữ là một giá trị mà chúng ta lưu trữ nhiều. Tức là đây tôi phải truyền nó vào trong một cái gì ạ? Truyền nó vào trong một cái mảng, được chưa? Đấy. Nhớ nhá, bởi vì đây tôi sẽ lưu trữ rất nhiều nên tôi sẽ truyền nó vào trong trong cái mảng.
Đấy, và bây giờ tôi đã thực hiện xong công việc lưu trữ rồi thì tôi sẽ thực hiện công việc này tiếp theo, sau đó tôi sẽ thực hiện công việc xóa được chưa. Đấy, sau khi mà tôi đã lưu trữ được ông này rồi, để lần sau tôi có cái gì section để tôi lưu trữ lại rồi đấy, thì tôi sẽ xóa ông ấy đi được chưa. Đấy, và ngược lại thì sao, và ngược lại tức là nếu nó đã có biến section rồi đúng không ạ, tức là nó đã có biến section rồi thì tôi sẽ xóa đi những cái thứ mà ông ấy đã ăn và thêm cả những cái mà ông ấy sẽ ăn vào nữa đúng không ạ. Đấy, ở đây thì tôi sẽ khai báo nó là một cái gì ạ, một cái mảng đúng không ạ. Đấy, tôi sẽ thêm vào cuối mảng được chưa. Đấy, thì bằng cái vị trí mới. Đấy, vị trí mà ông ấy mới ăn. Đấy, vào vị trí mà ông ấy mới ăn được chưa. Đấy, tôi sẽ chuyển vào cái vị trí mà ông ấy mới ăn được chưa. Đấy, được chưa? Tôi sẽ chuyển vào vị trí mới ăn và tiếp theo tôi sẽ xóa đi toàn bộ những cái mà ông ấy đã ăn được chưa? Tôi sẽ dùng for để tôi duyệt tất cả cái mảng ra đúng không. Đấy, section in đây được chưa. Đấy, tôi sẽ có add gì ạ, add đô la gì, vanilla đi. Đó, đô la key trỏ tới vanille, đô la vanille. Ở dưới thì chắc nó sẽ bị ấy, thế là thầy sẽ đổi rồi tên đi, ví dụ như là đô la index đi, index đi. Đấy, và cái chỗ này sẽ là đô la item đi, item item. Đấy, được chưa. Rồi, và sau đó là công việc của chúng ta là chúng ta sẽ xóa hết lần lượt những cái ông này đi. À, chúng ta sẽ xóa hết lần lượt những cái ông mà nó đã ăn rồi đi được chưa. Đấy, cái này thì nó sẽ trỏ đến là gì ạ, y tập, tức là những cái ông mà nó đã gì nó ăn rồi đấy, thì chúng ta cũng phải xóa đi cộng với cả ông mới nữa được chưa. Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy thử này được chưa, chạy thử nhá, chạy thử luôn cái phiên chạy thử luôn này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ ăn ông số 3 nữa đi, ông số 3 ăn này. Đấy, và bây giờ tôi sẽ ăn ông số 2 đi, ăn này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó mất chưa. Đấy, và bây giờ tôi ăn luôn ông số 1 đi, ăn. Đấy, cứ mỗi là tôi sẽ ăn. Đấy, bây giờ tôi sẽ ăn luôn số ông số 0 đi. Đấy, ăn luôn. Đấy, được chưa. Đấy, thì các bạn nhớ nhá, ở đây thì chúng ta vừa áp dụng kiến thức về mảng và chúng ta sẽ vừa áp dụng cả kiến thức về section nữa được chưa. Đấy, bởi vì mảng các bạn biết rồi, cứ mỗi các bạn bấm thì cái form các bạn sẽ request nó sẽ chạy lại cái file đấy, mà các bạn sẽ khi mà nếu như các bạn không sử dụng section ấy thì nó sẽ sau khi nó chạy lại cái trang thì nó sẽ biến mất đúng không. Đấy, thế nên là tôi sẽ sử dụng section để tôi lưu trữ lại cái mảng đấy của tôi. Đấy, và tôi có thể sử dụng nó lại để tôi biết là ông này ông ấy đã ăn những cái viên gì đúng không. Đấy, đúng không. Đấy, thì đây chính là cái phần mà thầy giới thiệu cho các bạn là về phần sô cô la. Các bạn nhìn thấy trông là nó sẽ rất là gì, cơ bản, nó rất là basic đúng không ạ. Đấy, và từ những cái basic này các bạn sẽ cần phát triển nó lên cao hơn nữa đấy, để làm sao để mà các bạn có thể tạo ra những cái ngoại trừ những viên sô cô la nó chỉ có đơn vị, nó chỉ có một màu đấy, nó rất là cơ bản, mà ở trong viên sô cô la đấy tôi sẽ phải điều chỉnh được là gì. Tôi sẽ như ví dụ như là người yêu các bạn chỉ thích là em muốn ăn ngọt thì các bạn phải tăng đường lên đúng không? Đấy, hay là giảm đường đi. Vậy thì sẽ làm cái đấy kiểu gì và thực hiện nó chính như thế nào thì sẽ do thầy Hoàng thầy Thắng HQ 12 sẽ là người thực hiện cái thực hiện cái và thực hiện việc đấy và sẽ chỉ dẫn cho các bạn là cách làm sao để có thể tạo ra một và custom cái vị của viên sô cô la. Được chưa? Rồi, xin mời thầy Thắng ạ. Ok, cảm ơn cái phần chia sẻ về mảng của hai thầy, đấy là thầy Trung và thầy Kiên đúng không ạ. Thì ở cái phần của thầy ấy, thì thầy cũng sẽ demo cho các bạn một cái ví dụ nhỏ nhỏ liên quan đến khi mà sử dụng, các bạn sử dụng một cái mảng liên hợp đa chiều đấy, và trong một cái thanh sô cô la thì chúng ta sẽ có nhiều phần từ. Và cái thứ hai là cái phần của thầy thì thầy sẽ chia sẻ cho các bạn những kiến thức khi mà sau này cái mảng này thì nó sẽ áp dụng gì trong cái quá trình chúng ta đi làm cũng như là trong cái quá trình chúng ta làm dự án, thì cái mảng nó đóng vai trò quan trọng gì. Và đối với ngôn ngữ PHP thì cái tại sao cái sở trường của ngôn ngữ PHP nó lại là mảng,
Đấy, thì đấy là cái nội dung cuối cùng, là cái nội dung mà thầy phải để thầy nói cuối cùng để nó là cái nội dung quan trọng nhất. Đấy, thì các bạn cố gắng là các bạn dành chút thời gian để các bạn ở lại các bạn lắng nghe nhé. Rồi, ok, cảm ơn phần chia sẻ của thầy Trung. Rồi, nhất đấy là thầy sẽ bắt đầu thầy xem màn hình nhé. Ok. Rồi, các bạn đã nhìn thấy màn hình của thầy chưa? Rồi, vẫn ở trong cái thư mục tài tài nguyên đấy thôi. Các bạn nhìn giúp thầy ở trong cái thư mục tài nguyên đấy thì thầy Trung và cô Thu có cung cấp cho các bạn hai phần, đấy là trong cái tài nguyên đấy nó có một phần đấy là sô cô la. Thì sô cô la là phần mà vừa nãy thầy Trung thầy đã demo rồi. Rồi, các bạn nhìn thấy màn hình code của thầy rồi, comment số 1 giúp thầy cái nhỉ. Những bạn nào nhìn thấy màn hình code của thầy comment số 1 giúp thầy với. Rồi ok. Rồi. Ok, thì cái phần này mới là cái phần mà chúng ta gì ạ? Cả buổi rồi chúng ta ngồi chúng ta nghe rồi thì bây giờ cái phần này sẽ là cái phần hay nhất đấy, thầy expect là cái phần hay nhất nên các bạn cố gắng là các bạn dành chút thời gian các bạn ở lại các bạn nghe được chưa. Rồi ok. Rồi bây giờ các bạn cứ hình dung là bây giờ một cái thanh cái viên sô cô la của thầy Trung thì bây giờ nó sẽ gồm rất nhiều thành phần. Thế thì ở đây thầy cũng sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để các bạn điều chỉnh, ví dụ như là một cái thanh sô cô la nó nhiều đường hay nó ít đường. Đấy, đấy. Thế thì chúng ta sẽ bắt buộc là mỗi một cái cục ở trong cái thanh sô cô la đấy nó lại phải là một cái mảng để chúng ta lưu trữ được nhiều cái thành phần, ví dụ như là đường này, hay là bơ này, hay là sữa này, như của thầy Trung. Thì ở đây thầy sẽ bắt đầu demo này. Ở đây thầy sẽ demo một cái loại cái mảng rồi, mảng liên hợp đa chiều. Rồi, ok, các bạn sẽ nhìn giúp thầy này. Vừa nãy là thầy Trung thầy đang demo một cái mảng như thế này đúng không ạ? Đây. Ví dụ như là red này, blue này, blue này, rồi hay là green đúng không ạ? Thì vừa nãy cái mảng mà thầy Trung demo ấy, thì cái mảng này nó chỉ thể hiện được rằng là một thanh sô cô la nó có màu thôi và nó không mang được một cái value gì nào khác ngoài cái việc là cái thanh sô cô la đấy nó có màu. Đấy, thế thì bây giờ cái mảng của thầy demo ấy, thì cái thanh sô cô la đấy của thầy nó sẽ mix được nhiều vị. Thì các bạn cứ hình dung là cứ mỗi một cái cục sô cô la nó sẽ có nhiều giá trị, nó sẽ làm cái mảng con ở bên trong nữa. Đấy, thế thì bây giờ ở đây thì thầy sẽ demo một cái, đấy là thầy sẽ tạo ra một cái biến, đấy là sô cô la này, sô cô la này, basic mix này, mix này. Rồi thì ở đây cái sô cô la basic này của tôi ấy, thì trong các bạn cứ hình dung là mỗi trong một cái dấu phẩy này là một cái cục sô cô la đúng không? Thì bây giờ trong cái cục này tôi sẽ tổ chức những cái thành phần như sau. Đấy, rồi thầy sẽ viết mảng nó ra xuống đây một xíu để cho các bạn nhìn nó rõ hơn. Đây, đây là kiểu dạng mảng liên hợp nhưng nó lại đa chiều. Đấy, đây các bạn nhìn giúp thầy. Rồi ok, thì bây giờ thầy sẽ tổ chức như sau. Rồi ok, ở đây thì bây giờ sô cô la của thầy thì bây giờ mỗi đây là một cục này. Đây là một cục thay vì red thì bây giờ tôi sẽ có nhiều giá trị, tức là tôi sẽ thể hiện được nhiều thứ cấu thành lên cái sô cô la đấy trong một cái hình vuông mà vừa thầy Trung thầy có nói với các bạn. Đấy, rồi bây giờ thầy sẽ bắt đầu thầy làm, các bạn xem này. Rồi đầu tiên là sô cô la của tôi thì bây giờ cái viên đầu tiên của tôi nó sẽ có vị matcha đi. Rồi, thầy sẽ để kia đây là vị matcha. Được chưa? Đấy là một này. Được chưa? Rồi, tiếp đến này, cái thứ hai đấy là cái thanh sô cô la của tôi nó sẽ có màu. Thì tôi sẽ để ví dụ như vị matcha thì thường nó có màu gì ạ các bạn ơi? Matcha thì thường nó sẽ có cái màu gì? Đấy. Nào, vị matcha thì thường nó có màu gì ạ các bạn? Rồi. Ok, màu xanh lá cây. Rồi ok, vậy thì vị matcha chúng ta sẽ để cho nó một cái màu, đấy là màu màu green đúng không ạ? Rồi. Green. Rồi. Ok, tiếp đến là bây giờ đường. Đường đi. Thế bây giờ đường tôi cũng có đường thì bây giờ tôi sẽ có màu. Bây giờ tôi muốn thể hiện được là đường của tôi vừa có màu và thể hiện là bao nhiêu phần trăm đường thì tôi sẽ thể hiện như thế nào. Nào, tôi muốn thể hiện cái giá trị đường của tôi có màu mà giá trị đường của tôi nó lại ví dụ như chỉ có 20% thôi. Bây giờ nếu như tôi thể hiện như thế này là con số 20 đúng không? Thì cái đường của tôi nó chiếm lấy 20%. Có đúng không ạ? Có đúng không ạ? Nhưng bây giờ tôi muốn là tôi vừa thể hiện được đường của tôi có màu và đường của tôi chiếm 20% thì tôi sẽ làm thế nào đó? Các bạn có thể comment giúp thầy. Nào. Nào, giờ tôi viết chữ đen rồi đây. Bây giờ cái này là màu của sô cô la này, cái này là vị này, cái này là đường này. Bây giờ tôi muốn đường của tôi này, các bạn nghe kỹ câu hỏi nhé. Tôi muốn đường của tôi có màu, đường vừa có màu
Được chưa? Đường vừa có màu, vừa có phần trăm, tức là phần trăm tức là cái số phần trăm đấy thì tôi thể hiện nó như thế nào ạ? Lại thêm một mảng nữa vào cây đấy. Đúng rồi. Ok, chúng ta lại thể hiện rõ là chúng ta sẽ thể hiện một cái mảng ở đây. Ví dụ chúng ta sẽ có thể chúng ta quy định được là ở vị trí đầu tiên thì tôi sẽ để là màu. Ví dụ đường của tôi ở cái vị trí đầu tiên, ví dụ tôi cho cái đường của tôi là đường màu gray. Được chưa ạ? Và thể hiện là gì ạ? Phần trăm. Thì đây các bạn đang thấy là thầy đang thể hiện một cái mảng liên hợp đa chiều. Và các bạn dần dần các bạn sẽ thấy được cái sức mạnh của mảng ở trong PHP. Nó sẽ thể hiện được rất nhiều dữ liệu. Đấy, nó sẽ biểu diễn được rất nhiều dữ liệu. Ví dụ như trong sô cô la là có vị, có màu, có đường. Trong đường của tôi lại có gray, lại có phần trăm đường chiếm ở trong một cái cục sô cô la đấy. Tức là các bạn sẽ thấy là nó rất mạnh, nó là một kiểu dữ liệu khá là mạnh ở trong PHP và nó rất dễ biểu diễn và nó rất dễ thể hiện. Đấy, để chúng ta có thể chúng ta chọc và chúng ta lấy từng cái một ở bên trong đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ ràng không ạ? Trong đường tôi lại thể hiện được nhiều cái nữa mà cần thiết tôi có thể tôi thể hiện được tiếp nữa. Đấy là cái mảng của chúng ta, đấy là mảng đa chiều. Mảng đa chiều tức là trong này, trong mảng nó lại có mảng. Các bạn nhìn này, trong mảng lớn này, trong mảng lớn nó lại có mảng. Trong mảng này nó lại có gì ạ? Có mảng, nó giống con lật đật ấy. Mảng liên hợp đa chiều các bạn thấy nó giống như con lật đật ấy. Các bạn chơi con lật đật các bạn biết rồi đúng không ạ? Đúng không ạ? Các bạn có chơi con lật đật các bạn có biết không ạ? Con lật đật thì các bạn thấy là các bạn cứ bóc ra thì bên trong nó lại có con lật đật con, bóc ra bên trong lại có con lật đật con. Thì ở đây cũng vậy thôi, mảng đa chiều tức là mảng mà các bạn bóc ra bên trong nó lại có một con lật đật, bóc ra bên trong nó lại cũng có một con lật đật. Đấy là gì ạ? Đấy là mảng đa chiều. Các bạn nhìn thấy là nó rất mạnh nhá. Các bạn sẽ thấy được là nó cực kỳ mạnh. Đấy, tôi có thể tôi thể hiện được mà tôi không cần phải gì ạ? Tôi không cần phải khai báo thêm cái biến nào đấy ở ngoài. Đấy, rất rõ nét các bạn nhìn nhá. Rồi, ok. Rồi, ngoài đường ra tôi có cái gì? Ngoài đường ra tôi ví dụ tôi có đâu cắt cao đi. Cắt cao đi. Rồi, bây giờ cắt cao thì tôi sẽ thể hiện nó là brown. À, tôi sẽ thể hiện nó là vừa có màu brown. Brown. Rồi, và cái tỷ lệ của nó chiếm khoảng 30%. Được chưa? Rồi, tôi để con số đi. Rồi, ok. Đấy, thì cái thành phần thứ hai của tôi, cái cục thứ hai của tôi cũng sẽ biểu diễn nó như vậy. Đây. Rồi, cái cục sô cô la thứ hai của tôi cũng sẽ biểu diễn nó như vậy. Các bạn sẽ dần dần các bạn sẽ thấy nó rất thú vị. Nếu như các bạn làm đào đào sâu vào mảng thì các bạn sẽ thấy là mảng nó là rất thú vị. Rồi, vị thứ hai của tôi ví dụ như vị của tôi là dâu, viên thứ hai của tôi là vị dâu. Màu của tôi đã là màu pink. Màu của tôi đó là màu pink. Rồi, và đường của tôi cũng là gray, nhưng thằng này tôi lại cho nó là ví dụ như 40, thằng này cacao của tôi lại 30, cũng là màu brown. Sau này tôi chỉ cần thay màu hay thay gì để tôi vào đây thay thì tự động là nó sẽ thay. Đấy, đấy là gì ạ? Đấy là bản chất. Được chưa? Rồi, ok. Xong, cái cây này tôi đã xong. Đấy, vậy thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu là tôi sẽ gì ạ? Tôi sẽ đổ cái thằng này ra. Tôi sẽ đổ cái thằng này ra bởi vì ở đây tôi đang fix cứng HTML chỉ có một cục thôi. Thì các bạn biết rồi, trong PHP thì chúng ta có thể là chúng ta gì ạ? Chúng ta làm động được cái gì ạ? Phần phần HTML. Đấy, rồi. Vậy thì bây giờ thầy cho mình sẽ cùng vào thầy sẽ làm động cái phần HTML để cho các bạn xem nhá. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu này. Các bạn nhìn đây là một cục này. Nhìn chưa? Thế thì khi tôi can thiệp PHP vào thì nó sẽ gì ạ? Cái phần này của tôi nó sẽ gì ạ? Nó sẽ động ra, nó sẽ giãn này. Các bạn nhìn nhá, bây giờ tôi xóa tôi copy cái cục này bằng tĩnh này thì các bạn sẽ thấy là nó lại sinh ra một cục nữa này. Rồi, nó lại trang này. Rồi, các bạn thấy nó đang sinh ra một cục nữa không? Các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy nó đang sinh ra một cục nữa không? Vậy thì bây giờ tôi sẽ can thiệp cái sô cô la này vào. Cái thanh sô cô la tôi vừa khai báo này tôi dùng gì ạ? Tôi dùng forex để tôi gì ạ? Tôi can thiệp nó vô. Được chưa ạ? Rồi, ok. Vậy thì ở đây tôi sẽ bắt đầu tôi có này. Rồi, hỏi chấm PHP. Rồi, tôi can thiệp tôi ốp forex vào. Rồi, forex này. Rồi, bây giờ tôi sẽ duyệt lại. Tôi sẽ cho cái gì ạ? Cho cái tên mảng này vào. Rồi, ok. Rồi, S đô la key trỏ đến đô la value. Được chưa? Rồi, ở đây thì tôi sẽ có cái gì? Rồi, cơ tôi sẽ ôm nhé. Các bạn nhìn tôi phải ôm hết này. Hỏi chấm này. Rồi, rồi bây giờ tôi hỏi các bạn này. Cái key của cái sô cô la mix này nó sẽ gồm những cái gì hả các bạn? Cái key của cái sô cô la mix này nó sẽ gồm những cái gì hả các bạn? Hỏi các bạn ơi, comment lên cho thầy. Cái key này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta phân tích này. Cái key của cái sô cô la mix này nó sẽ gồm những cái gì hả các bạn? Comment lên giúp thầy nào. Rồi, bị ao rồi, ok, có nha, lát nữa các bạn sẽ thấy nha. Rồi, không, cái key này này, các bạn nhìn nhá, cái key này nó chính là cái vị trí của từng cái cục này. Bây giờ các bạn nhìn này, bên ngoài thì nó là mảng tuần tự, nhưng nó bên trong nó bọc cái mảng là mảng liên hợp này. Vậy thì cái mảng này,
cái vị trí này của nó, ví dụ như cái cục này vị trí của nó mặc định là gì ạ? Mảng tuần tự vị trí nó mặc định là gì ạ? Vị trí mặc định có phải là gì ạ? Có phải là gì ạ? Là không ạ. Rồi, đúng rồi. Thì các bạn hiểu là các bạn đang duyệt cái mảng này. Các bạn đang duyệt cái mảng này. Thì cái key của thằng này, cái key của thằng Scholomic này, này, nó đóng vai trò vị trí là gì ạ? Nó đóng vai trò vị trí là không. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Cái key của cái Scholomic này nó đóng vai trò vị trí là không. Vậy thì cái value là gì? Cái value của cái Scholomic này nó tương đương với cái gì ạ? Nào comment đi giúp thầy. Cái value của cái Scholomic này nó tương đương với cả một cục này, này. Tương đương với cả một cục này. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Đấy, đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ thử nhá. Bây giờ cái đây, bây giờ ví dụ như đây tôi sẽ cho các bạn nhìn thấy là cái số 1 này đầu tiên tôi sẽ thể hiện cái vị trí của tôi đi. Được chưa? Rồi. Ở đây tôi sẽ có là hỏi chấm PHP này. Hỏi chấm này. Ở đây tôi sẽ echo này, đô la key này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái key này đấy, chúng ta thầy phải dùng cái sô cô la để thầy biểu diễn cho các bạn nó rõ ràng nhất, để các bạn nhìn được ra cái key của nó là gì, là không với một. Nó đang duyệt cái sô cô la mic ra thì các bạn thấy sô cô la mic nó đang có mấy viên sô cô la, các bạn nhìn nó đang có mấy viên đây, như thế này, một viên này đây này, các bạn nhìn tôi đang có gì ạ, có 2 viên sô cô la. Thì các bạn có nhìn thấy cái key của nó đây không, các bạn có nhìn thấy cái key của nó đây không? Thầy có thể thầy tô đậm cái hình lên cho các bạn nhé. Thầy sẽ cho nó một cái thẻ này, nó thẻ ví dụ như là thẻ H1 đi, thầy sẽ tô đậm nó lên cho các bạn nhìn key của nó. Đấy, thế thì cái key của nó là 01, bởi vì cái mảng bọc ngoài cùng của nó đây này, 01, các bạn nhìn chưa? Cái key của nó là 01, tại vì cái mảng bọc ngoài cùng của nó, cái mảng bọc ngoài cùng của nó đang là mảng gì ạ? Nó đang là mảng tuần tự, được chưa? Đấy, thầy nhắc lại cho các bạn key nhá. Được chưa? Thì cái mảng này tôi đang 2 phần tử thì nó chả là 01, đúng chưa? Rồi, ok. Vậy thì rồi, tôi bỏ cái H1 rồi đi cho nó đỡ rồi rồi xuống kia. Rồi. Ok. Rồi, tiếp đến là gì? Tiếp đến là cái số 2 này. Rồi, cái số 2 này của tôi nó tương đương với cái gì ạ? Cái số 2 này của tôi nó sẽ tương đương với cả, bây giờ tôi muốn tôi cho nó là, ví dụ như cái số 2 này của tôi muốn cho nó là vị đi. Chẳng hạn vậy, tôi muốn cho nó là vị gì và nó có màu gì ở cái số 2 này. Được chưa? Thì tôi cho nó vị đi. Rồi, bây giờ tôi hỏi các bạn làm sao để tôi truy xuất được vào cái vị. Hỏi chấm PHP này. Hỏi chấm này. Rồi, bây giờ tôi echo ra, làm sao để tôi truy xuất được vào cái vị các bạn? Làm sao để tôi truy xuất được vào cái vị? Đố các bạn biết làm sao để tôi truy xuất được vào cái vị. Rồi, không forex, không cần forex, không cần forex nha. Tôi không cần forex bởi vì bản chất cái value này này, mỗi một cái lần lặp thì cái value này nó tương đương với cả gì ạ? Một cục này của tôi rồi thì tại sao tôi lại phải forex nữa? Có đúng không? Mỗi một cái value nó tương đương với một cục này của tôi rồi thì tại sao tôi phải gì ạ? Tôi phải forex nữa làm gì? Các bạn có thấy đúng không ạ? Đúng ạ. Đây, mỗi một cái value này nó tương đương với cả một cục này của tôi rồi thì tôi tự nhiên tôi forex làm gì nữa? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi, tôi lấy nó như thế nào ạ? Rồi, đúng rồi, value vị rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, đô la value vị. Value vị. Rồi, ok, xong một cái. Rồi, ok, tôi ra thì xem là có đúng là ra 2 vị không nhá. Rồi, các bạn nhìn thấy nó ra vị matcha và vị gì ạ? Vị dâu ở đây chưa? Các bạn có nhìn thấy nó ra vị matcha và vị dâu chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ tô màu với sô-cô-la này đi. Rồi, tô màu cái sô cô la này thì các bạn biết rồi, các bạn học PHP các bạn biết rồi, bất kỳ chỗ nào PHP nó can thiệp vào trong HTML thì phần đấy nó sẽ là phần gì ạ? Nó sẽ là phần động. Cho nên kể cả CSS nó có thể nó can thiệp vào để nó làm cái phần này của chúng ta thành phần động. Tức là bây giờ tôi có thể tôi cho màu ở đây. Rồi, tôi có background. Tôi để style này. Background này, color này. À thôi, để background cũng được. Rồi, ok, vậy thì ở trong này tôi sẽ có là gì? Hỏi chấm PHP này. Hỏi chấm này. Echo này. Rồi, bây giờ tôi lại muốn chọc vào màu thì tôi lại gì? Tôi lại như nào? Chào mày, máy thầy nó hơi lag. Rồi, bây giờ thầy muốn chọc vào màu thì thầy lại là value màu để tôi gì ạ? Tôi dùng màu. Rồi, đô la value gì ạ? Màu. Đồng ý không ạ? Rồi, ok. Các bạn nhìn thấy là đấy, nó đã có một màu đúng màu matcha này và màu gì ạ? Màu dâu. Được chưa ạ? Rồi. Rồi, chúng ta tiếp tục, chúng ta nghiên cứu xem chúng ta chọc tiếp nha. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu chúng ta chọc tiếp này. Làm sao để bây giờ cái dưới này, đây cái dưới này nó tương đương với cả đường. Đấy, ở dưới này thì bây giờ nó sẽ tương đương với cả đường. Đấy, thế thì bây giờ tôi bảo là bây giờ ví dụ như là tôi muốn cái đường này nó theo phần trăm, nhưng mà ví dụ như phần trăm nó ít thì cái này nó sẽ co lại. Đấy, thì bây giờ tôi hiển thị cái đường nó trước nhá. Rồi, bây giờ tôi hỏi các bạn này. Tôi đố các bạn biết làm sao để tôi lấy được cái con số này từ trong cái đường này. Đấy, chúng ta lại chọc tiếp. Có phải vừa là chúng ta muốn lấy cái này, chúng ta muốn lấy cái giá trị này thì chúng ta phải chọc vào cái đường không?
Đúng ạ, chúng ta muốn lấy cái giá trị này chúng ta phải chọc vào cái đường không? Đấy, đấy, đây chúng ta muốn lấy cái này chúng ta chọc vào value, chúng ta đã chọc vào đường thì nó sẽ lấy ra cái cục này. Vậy thì chúng ta lấy được ra cái 20 này thì chúng ta lấy như thế nào? Rồi, ok, value đường ở vị trí thứ không này, gì ạ? Một, được chưa ạ? Rồi, ok, rất dễ. Rồi, ok, không đường một, đường một không ra được. Value đường. Rồi, ok, chúng ta lại phải đi vào. Đấy các bạn thấy không? Chúng ta cứ càng nó càng vào sâu thì chúng ta càng gì? Chúng ta càng đi sâu vào để chúng ta gì? Chúng ta xử lý nó. Được chưa ạ? Rồi, ok. Vậy thì bây giờ tôi sẽ đây nhá, đường này, ở chấm này, bên này. Rồi. Rồi, ok, và tôi echo này. Đô la value đường. Rồi. Ở vị trí thứ một. Rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ nối thêm cái gì ạ? Nối thêm cái phần trăm vào nữa. Cho nó đẹp, nối thêm phần trăm vào nữa cho nó đẹp. Rồi, ok, được chưa? Rồi đấy, các bạn nhìn thấy không? Một viên là 20, các bạn nhìn đây là một viên này, đây là một viên tại vì thầy phải dùng nó to ra để cho các bạn nhìn cái cấu tạo cái thành phần của nó. Các bạn nhìn chưa? Đây là một viên này, đây là một viên này, thì đây là đường này, nhìn chưa? Rồi tôi có thể tôi ghi nó là đường luôn nhé, tôi ghi nó là đường luôn, đường luôn, được chưa? Rồi tôi ghi ra đường luôn để cho các bạn nhìn thấy là nó đường là 20%. Rồi, 40%. Rồi, bây giờ tôi muốn này. Cái đường này này nó to hay nó nhỏ theo cái gì ạ? Theo cái hay này. Ví dụ đường nhiều thì nó sẽ cao lên và đường ít thì nó sẽ thấp đi. Thì tôi gì ạ? Tôi sẽ can thiệp cái gì ạ? Tôi sẽ copy cái phần trăm đường này này. Tôi thay cho con số gì ạ? Tôi thay cho con số 100% này là được. Được chưa? Thì lúc này nó sẽ gì ạ? Nó tự động nó gì ạ? Đấy, các bạn nhìn chưa? Đường 20% này. Đường 40%, các bạn nhìn thấy 40% thì chắc chắn là nó sẽ gì ạ? Nó sẽ cao hơn 20%. Đấy, các bạn nhìn vào đây các bạn rõ thấy được rõ thanh matcha này, thanh viên sô cô la matcha với viên dâu thì viên nào ngọt hơn các bạn? Đấy, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rõ ràng chưa ạ? Rồi. Tương tự với cái viên cacao này tôi cũng có thể gì ạ? Tôi cũng có thể tôi làm được như vậy. Rất hay đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi, bây giờ các bạn nhìn thấy rất thanh matcha và viên dâu này cái thanh nào ngọt hơn ạ? Nhìn vào đây là biết rồi đúng không ạ? Đấy. Đấy, nó đang thể hiện ra từng phần tử ở trong mảng một, các bạn có thấy không ạ? Từng phần tử trong mảng một nó đang bóc ra để nó gì ạ? Nó đang xử lý, được chưa ạ? Rồi, ok, rồi bây giờ này tôi thay màu thằng này thì tôi gì ạ? Rồi ở đây tôi sẽ gì ạ? Tôi sẽ chọc vào gì ạ? Vị trí thứ không, đường ở vị trí thứ không. Rồi, ok, rồi ở đây tôi sẽ có là hỏi chấm. Rồi tôi copy thằng này luôn, background đường ở vị trí thứ không. Rồi thì các bạn sẽ thấy được là ok, từ từ để check rồi à, ok, thầy bỏ cái phần trăm đi, quên mất, xin lỗi. Rồi, nhìn chưa? Đấy, thì các bạn nhìn thấy đường có màu xám, được chưa? Rồi, tương tự với ca cao thì tôi cũng làm gì ạ? Tôi cũng làm tương tự thôi, tôi có thể tôi copy thằng này xuống, tôi sửa cho nó nhanh nhá, được chưa? Bởi vì cũng hơi trễ rồi nên là thầy sẽ copy xuống, thầy sửa cho nó nhanh. Rồi, Chạy lên ok, chạy lên chạy lên chạy. được chưa? Được chưa? Rồi, bây giờ ở đây thì tôi sẽ sửa cái này là ca cao, tôi chỉ sửa cái key của nó đi thôi, ca cao này, cái key của nó tôi sửa đi thôi các bạn ơi. Rồi ca cao này, ca cao này, rồi ca cao này, rồi ok, rồi nhìn chưa, nhìn chưa? Đấy, bởi vì cái đường nó chiếm hơn ca cao nên là cái này nó rụt hơn là chuyện bình thường. Đấy, được chưa ạ? Đấy, thì ở đây các bạn đã thấy được là nó sẽ gì ạ? Nó sẽ theo cái chỉ số, nó sẽ theo cái width của nó bao nhiêu phần trăm đấy. Đấy, đấy đường 20%, rồi đường 40%, hay cacao 30%, được chưa ạ? Đấy, nó thụt thò chẳng qua là vì cái hay của nó đang chiếm nhau nên là nó thụt thò thôi, nó không ảnh hưởng gì cả. Được chưa ạ? Rồi, ok nhá. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ tăng, ví dụ như tôi muốn tôi tăng đường hay tôi giảm đường, tức là tôi gì ạ? Tôi cập nhật lại cái đường này. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ tôi sẽ xử lý ở đâu ạ? Tôi sẽ xử lý ở trong cái form này. Rồi, bạn sẽ nhìn thấy là thầy đã có set để sẵn cho gọi cái form rồi. Đây, cái form này. Form này thì nó sẽ gồm là đây, ID này, name này. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ tôi sẽ kiểm tra là khi mà ấn cái nút cập nhật này. Được chưa ạ? Rồi, ở đây tôi sẽ có là, thế bây giờ kiểm tra làm sao để tôi biết được khi mà người dùng người ta ấn vào cái nút cập nhật để tôi gì ạ? Tôi nhập giá trị vào đây. Nào, tôi kiểm tra như thế nào? Rồi, ok, y xét rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, ở trong này tôi sẽ có là nếu như if, được chưa, y xét đô la post
À nhầm, xin lỗi, form của thầy là form get, vì tôi đang là đô la get, được chưa ạ? Rồi, đô la get gì ạ? Đô la get cập nhập, đúng không ạ? Đây, cập nhập, rồi, đô la get cập nhập, rồi. Ok chưa? Rồi, kiểm tra nếu như tồn tại đô la cập nhập thì bây giờ tôi sẽ lấy tất cả những cái giá trị của cái input này đã. Trước mắt là tôi sẽ đầu tiên là tôi sẽ lấy cái thai. Thai là kiểu là đường hay là gì ạ? Cacao đấy. Rồi, đô la là thai này. Thai này. Rồi, bằng này. Đô la get. Thai này. Đấy. Thì đây là cái kiểu của nó là gì ạ? Cái kiểu của nó thì tôi đang lấy từ gì ạ? Tôi đang lấy từ cái xe lắc bóc này này. Được chưa ạ? Nó là chọn đường hay là cacao rồi đấy, tôi đang lấy từ nó về. Được chưa ạ? Rồi, cái thứ hai này, cái thứ hai tôi lấy cái gì? Cái thứ hai đấy là giá trị tức là các bạn muốn cập nhật lại cho nó ấy. Cái giá trị các bạn cập nhật ấy, giá trị này tôi lấy theo gì ạ? Tôi lấy theo cái name của nó thôi. Rồi name của nó tôi cũng đặt là giá trị, được chưa ạ? Rồi, đô la ghép giá trị, được chưa ạ? Đồng ý không ạ? Rồi, ok, tiếp đến là gì ạ? Tiếp đến là vị trí. Đô la vị trí bằng đô la ghép. Rồi, vị trí. Được chưa ạ? Rồi, tiếp đến là bây giờ tôi sẽ làm sao để tôi ấn vào đây để tôi cập nhật được cái giá trị này. Rồi, bây giờ nhá. Khi mà cập nhật cái giá trị này này thì cái giá trị này có phải là mình cần cập nhật ở trong này không? Mình cần cập nhật ở trong này tức là tôi sẽ phải đầu tiên là tôi sẽ phải truy xuất vào này. Đầu tiên đây là Scholamic này. Rồi, tiếp đến là gì ạ? Tiếp đến là gì? Vị trí là cái mà người dùng người ta nhập vào, ví dụ như 01 tôi muốn cập nhật ở vị trí nào, ở viên thứ mấy thì nó là cái này này. Nó là cái này này. Thế thì bây giờ tôi cập nhật nó, các bạn nhìn này. Thế thì bây giờ tôi cập nhật nó thì tôi sẽ điền cái gì vào đây ạ? Ở đây tôi sẽ điền là vị trí vào đây, có phải không các bạn ơi? Đúng không ạ? Vị trí tôi cập nhật nó vị trí nào? Được chưa ạ? Rồi, cái kiểu tôi cập nhật là gì? Đường hay là gì ạ? Hay là cacao? Thì cái thai này này nó sẽ lấy được cái theo cái value, các bạn nhìn nhá. Cái value của tôi ở đây là value là đường này, hay là value là gì ạ? Hay là value là cacao? Thì nó rất là rõ nét, các bạn nhìn thấy được ghi ghi rất là rõ nét ở đây, đường hay cacao. Thì các bạn nên nhớ cái này nó phải trùng với cái key ở trong này nhé. Trong này này. Nhìn chưa? Trùng với key này tôi đang lấy cái thai của nó. Rồi, vậy tức là tôi xông vào cái vị trí thai mà người dùng người ta chọn này. Rồi, ok. Rồi, bây giờ tôi cập nhập cái con số 20 này thì là nó đang nằm ở vị trí thứ mấy ạ? Nó đang nằm ở vị trí số 1 và tôi gán nó bằng gì ạ? Tôi gán nó bằng cái giá trị của người dùng người ta nhập vô. Đồng ý không nhỉ? Được chưa ạ? Tôi gán nó bằng cái giá trị của người dùng người ta gì ạ? Người ta nhập vô. Đấy. Rồi, bây giờ tôi thử mẫu nhé. Test mẫu nhé. Được chưa ạ? Rồi. Rồi, ok. Rồi, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn này. Rồi, ok này. Bây giờ tôi sẽ... Rồi, tôi sẽ bùng to lên cho các bạn nhìn này. Rồi, bây giờ tôi sẽ vị trí... Đây, bây giờ tôi cập nhật vị trí 1 đi. Rồi, đường nó đang là 40 đúng không? Rồi, vị trí là 1. Rồi, tôi muốn cập nhật cái giá trị của đường từ 40 về 20. Rồi, tôi chọn loại đây, đường của tôi có sẵn luôn. Cập nhật này. Đấy, các bạn nhìn thấy đường của tôi lúc này từ 40 nó gì ạ? Nó sẽ gì ạ? Về 20. Rồi, bây giờ tôi muốn cập nhật cacao. Rồi, tôi cập nhật giá trị từ 30 lên gì ạ? Lên 50. Rồi, ở vị trí thứ gì ạ? Ở vị trí 0 đi. Không, được chưa ạ? Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy là cacao của tôi gì ạ? Nó được cập nhật lên. Thì cái này khi mà các bạn hiểu là cái cơ chế vừa thầy Trung có nói với các bạn rồi, là khi mà mình cập nhật cái giá trị mới thì nó sẽ rewrite lại trang. Những cái giá trị cũ nó được lưu ở bộ vùng nhớ tạm của trên web ấy. Thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ được gì ạ? Được bí mật, được chưa ạ? Đấy, thì đấy là cái gì ạ? Đấy là cái nội dung của cái phần gì ạ? Của cái phần thầy demo, được chưa ạ? Đấy, thì đây là một cái phần để demo cho các bạn thấy được có một cái góc nhìn toàn cảnh về cái mảng gì ạ? Về cái mảng liên hợp, được chưa ạ? Đấy rồi, vậy thì cái đến cái phần cuối cùng thì ở đây thì có những bạn nào đang đi thực tập ở đâu đấy, hay là các bạn đang mong muốn xin đi thực tập, hay các bạn đã đủ kiến thức rồi đấy, thì thầy cũng sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái. Vậy thì cái ứng dụng của cái mảng này nó sẽ có những cái ứng dụng gì? Phần này là cái gì ạ? Là phần các bạn gì ạ? Các bạn sẽ cần nghe nhất, được chưa ạ? Hết buổi hôm nay thì thầy sẽ nhờ cô Thu sẽ gửi record lại đến cho các bạn, nếu như các bạn điền vào link điểm danh, bởi vì các bạn không điền vào link điểm danh thì các bạn không biết được là không biết được đâu record, hoặc là hai là cái link đăng ký ấy, thì các bạn phải có đăng ký trong cái link đấy thì các thầy cô mới nhìn được. Thì hôm nay sau buổi hôm nay cô Thu sẽ gửi thứ nhất đấy là code,
link Git, đẩy lên link Git cho các bạn. Cái kênh thứ hai là sẽ gửi cho các bạn video của nguyên của các buổi ngày hôm nay của hai thầy đấy, để cho các bạn về các bạn xem lại được chưa ạ. Rồi tiếp đến cái phần cuối cùng là cái phần ứng dụng. Rồi code ở đâu là code ở đâu, rồi ok code ở đâu được rồi, yên tâm được chưa ạ. Các bạn cứ có tên trong cái file đăng ký là các bạn sẽ có. Rồi phần cuối cùng các bạn sẽ ở lại, các bạn sẽ nghe thầy chia sẻ một chút về cái ứng dụng của mạng. Rồi xin mời thầy Kiên xem màn hình giúp mình ạ. Rồi ok, rồi vậy thì cái ứng dụng và tầm quan trọng của mạng thì vừa nãy qua thông qua một cái ví dụ thì các bạn sẽ thấy được là cái mạng nó gì ạ, nó rất là mạnh, nó rất là mạnh, và cái vai trò đầu tiên của nó đấy là nó lưu trữ và quản lý dữ liệu, cho phép chúng ta lưu trữ nhiều giá trị duy nhất khác nhau trong một biến duy nhất. Sau này khi mà các bạn đi làm hoặc các bạn đang làm dự án kỳ tới, các bạn làm dự án mẫu được chưa, các bạn cũng sẽ thấy là các bạn sẽ phải sử dụng mạng rất là nhiều, bởi vì mạng nó quản lý, nó lưu trữ được quá nhiều giá trị đấy, và những cái giá trị đấy nó tương đương với cái dữ liệu của người dùng, nó có thể nó lưu được dữ liệu của người dùng. Các bạn thấy nhá, các bạn dùng section, các bạn cũng thấy nó trong BP section nó cũng gì ạ, nó cũng là một biến dạng mạng. Hay các bạn thấy cái đô la get của các bạn ấy, nó cũng là biến dạng mạng, nó nhận được nhiều nhiều giá trị lên, thì cái đô la get ấy, không tin các bạn về các bạn thử dùng cái lệnh print cái đô la get này đấy. Đấy là cái tầm quan trọng nhất. Cái phần thứ hai tiếp theo mời thì Kiên sẽ lại. Rồi tiếp theo đây chúng ta có thể truy cập dữ liệu đấy. Các bạn hiểu là khi mà các bạn đi làm thì cái dữ liệu của các bạn nó sẽ quản lý đối với PHP, ngôn ngữ PHP thì nó sẽ đóng gói tất cả mọi thứ ở trong cái dạng mạng. Thì sau này nếu như bạn học lên những môn cao hơn thì cái dạng mạng đấy nó sẽ chuyển về cái dạng JSON, và cái dạng JSON đấy nó có thể nó trung chuyển dữ liệu đi từ bên các phía client, server, frontend, backend hay mobile đấy. Đấy thì cái mạng nó có thể chúng ta có thể truy cập được dữ liệu thông qua gì ạ, phần tử trong mạng, hoặc là gì ạ, thông qua chỉ số. Rồi mời thầy Kiên lên lạc slide tiếp theo. Rồi tiếp đến là duyệt qua dữ liệu thì mạng cho chúng ta duyệt qua các phần tử để thực hiện xử lý dữ liệu như tính tổng, tìm giá trị lớn nhất, thêm, sửa, xóa phần tử. Thì ở đây là chỉ là một cái ứng dụng cơ bản thôi. Các bạn thấy rằng là hôm nay các thầy phải dùng một cái sô cô la để các thầy demo cho các bạn. Đấy, thế thì sau này khi mà các bạn làm dự án ấy, thì cái dữ liệu của người dùng cũng như vậy, nó sẽ có thể nó thêm vào, nó có thể nó bớt đi. Thì đa phần là chúng ta sẽ cần phải gì ạ? Phải sử dụng đến mạng để chúng ta gì ạ? Ví dụ như chúng ta cũng có thể tìm những cái gì ạ? Những cái thông tin của người dùng, sort những cái thông tin của người dùng thì gì ạ? Một số những cái cơ chế duyệt mạng, xử lý mạng này nó cũng gì ạ? Nó cũng rất là gì ạ? Rất là quan trọng. Đã mời thực hiện tiếp ạ. Rồi, mạng thì nó sẽ đóng vai trò trong PHP thì nó sẽ đóng vai trò nó xử lý những cái dữ liệu phức tạp. Đấy, giống như cái kiểu vừa nãy đấy. Tôi muốn trong đường của tôi nó lại có gì ạ? Nó có phần trăm. Được chưa ạ? Đấy, hay là có màu. Thì đấy, đấy là một dạng gì ạ? Đấy là một dạng xử lý dữ liệu gì ạ? Phức tạp. Được chưa ạ? Đấy, và mạng thì cho chúng ta gì ạ? Cho phép chúng ta lưu trữ dữ liệu có gì ạ? Có cấu trúc phức tạp và xử lý được những cái dữ liệu có dạng cấu trúc gì ạ? Phức tạp hơn. Rồi, phần cuối. Rồi, mạng thì nó biểu diễn được cho chúng ta nhiều dạng dữ liệu, không chỉ là đấy, các bạn vừa nhìn thấy thầy biểu diễn đúng không ạ? Nó có thể nó đi sâu được vào hơn nữa. Đấy, và chúng ta sẽ biểu diễn dữ liệu dạng gì ạ? Dạng ma trận, và mạng hai chiều thì có thể sử dụng biểu diễn dữ liệu dạng ma trận rất hữu ích cho các ứng dụng toán học và xử lý ảnh. Tức là ví dụ như sau này các bạn làm những cái ứng dụng liên quan đến toán học hay là những cái ứng dụng xử lý hình ảnh thì các bạn gì ạ? Các bạn sẽ cần phải gì ạ? Các bạn sẽ cần phải xử lý những cái dữ liệu liên quan đến mạng. Được chưa? Rồi. Ok. Rồi xử lý dữ liệu động thì mạng trong BP là một cấu trúc liệu, thì các bạn sẽ thấy được là cái mạng, cái ứng dụng ngay của cái mạng, tức là sắp tới các bạn connect PDO thì các bạn sẽ được dùng cái dữ liệu, nó sẽ trả về cho các bạn dưới dạng gì ạ? Dưới dạng là mạng, nó sẽ gì ạ? Nó sẽ đổ xuống. Đấy, vậy thôi. Đấy, vậy thì ở đấy là tất cả những cái gì ạ? Những cái ứng dụng của mạng thì trong cái quá trình mà thầy đi làm ấy, thì thầy đúc kết được là nếu như code PHP thì thầy sẽ phải dùng mạng rất nhiều, bởi vì mạng nó sẽ đóng dữ liệu rồi nó sẽ chuyển dữ liệu hay nó thêm dữ liệu hay nó xử lý tất cả những dữ liệu phức tạp, nó đều gì ạ? Nó đều cần gì ạ? Nó đều cần mạng. Đấy, đấy là trong cái quá trình kinh nghiệm đi làm. Còn lại thực ra thì những cái xử lý nó phức tạp hơn thì chúng ta sẽ còn gặp nhau ở gì ở những môn sau. Còn lại ngày hôm nay thì chắc buổi seminar của chúng ta hôm nay gì ạ, sẽ gì ạ, sẽ kết thúc ở đây, và hẹn gặp lại các bạn ở những cái buổi tutor và những buổi seminar sau của chuyên ngành thiết kế web backend được chưa ạ. Và hôm nay cũng rất cảm ơn các thầy và cô Thu và tất cả các bạn đã dành thời gian ra để các bạn thì có tham gia cái buổi seminar này, để cái hoạt động của chuyên ngành thiết kế web backend nó được trở nên sôi động hơn. Rồi ok, và hẹn gặp lại các bạn, tất cả các bạn ở những sự kiện sau, và mong rằng là sẽ. Rồi chúng ta đã chấm hết rồi à? Rồi ok, đúng rồi, chấm hết rồi. Rồi ok, mà hết lớp chấm rồi.
Đúng ạ, chúng ta đã hết nước chấm rồi và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những sự kiện sau, và hy vọng là hôm nay thì cô Thu sẽ gửi lại kịp gửi lại cho các bạn record này và file code cho các bạn để cho các bạn về các bạn xem lại. Đấy, rồi ok nhá. Rồi, buổi hôm nay thì chúng ta thì chắc là dừng lại ở đây. Rồi, cảm ơn tất cả các thầy cô và các bạn sinh viên đã tham gia cái buổi hôm nay. Rồi, chào chào các bạn và chúc các bạn thì ngủ ngon, chuẩn bị một tâm hồn đẹp để ngày mai đi học. K1 Cảm ạ. ơn ban tổ Rồi. chức và cùng các thầy. Kem ơi, còn bạn nào mà chưa đăng ký thì kem đăng ký nhá. Cô sẽ gửi lại video cho các em, gửi qua mail cá nhân mà các em đã đăng ký của buổi học ngày hôm nay. Rồi, xin cảm ơn ban tổ Rồi. chức, cảm ơn ba thầy. Chúc các Chào.